Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cực sinh nam của sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Namo buddhaya. Con xin kính chào các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Tại con có bạn có lớp tới, con không có làm thị giả được. Con xin mời quý vị trong đạo tràng có những câu hỏi nào, xin cầm mic tách lên hay là nói để cho sư có thể thấy rõ. Chiếc lá mùa xuân ơi, đi, có gì hỏi hỏi đi nha, cô Kim phải đi đó. Dạ con xin kính chào đạo tràng, con xin con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ sư liễu tông, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ hôm nay con có câu hỏi là bạch ngài, cái có ý kiến là có quan điểm là nói là luật của chư tăng đó bạch ngài thứ ngài, mấy cái giới nhỏ mà có phạm thì cũng cũng không có sao, cái quan điểm như vậy là có đúng không thưa ngài? Dạ con xin dâng mít cho ngài. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Địa Tạng Hiện Giả, kính thưa chư quý vị. Giới tư tăng từ giới nặng nhất phải xả y cho tới cái giới cuối cùng, những cái giới cuối cùng là phạm nhẹ nhưng mà phải sám hối. Nhưng mà xưa quý vị, sự sám hối của chư tăng cũng giống như là sự xin lỗi của cư sĩ thường sinh nam thường sinh nữ, quý vị nên hiểu chịu như vậy. Chúng tôi thí dụ cho quý vị dễ hiểu, có cục lửa nóng. Chủ nhân cục lửa là ngài Trưởng lão Trí Đức, nè, có cục lửa nóng. Thì người ta thường ta tới chùa ta biết cục lửa đã nóng này, ta mới nè thấy cái người mà muốn muốn đụng vô, người ta nói cục lửa đã nóng nghe.
Rồi quý vị không có tin, quý vị rời cho nó nóng, bị bỏng. Rồi quý vị gặp ngài Trương Lễ Đức, quý vị xin lỗi. Rồi quý vị đi xin lỗi người nói cục lửa đã nóng. Rồi quý vị xin lỗi cục lửa luôn. Đó. Xin lỗi ba chuyện vậy. Xin thưa quý vị, sau khi xin lỗi thì cái vết phỏng nó biến mất không? Ừ. Thì cái việc đó giống như chư tăng sám hối để làm gì? Để làm cho cái tâm nó không còn dính mắc vào cái chuyện mình làm bậy, chuyện nhỏ đó. Để có thể hành thiền, hành lời dạy Đức Phật để có thể đắc được đạo quả. Cho tới ngày nào mà quý vị không đắc đạo quả, cái đó nó theo kịp, nó dẫn dắt quý vị như thường. Đừng có nghĩ là phạm rồi xin lỗi là nó được trong sạch. Nó không có được trong sạch chỉ theo như ý quý vị nghĩ, mà nó vẫn còn lại cái dấu ấn, mà cái dấu ấn đó có khả năng cho quý vị rất là đau khổ về sau chứ không phải vậy. Thành ra giới phải, ngay cả cụ cư sĩ thì phải giữ cho nó được trong sạch là vậy. Đừng để thôi chuyện nhỏ cũng làm cho quý vị ba thở như thường, thì cái chuyện mà chưa tăng có phạm với giới nhỏ nhất nữa, nó xin lỗi là để làm gì? Để cho cái tâm mình nó không còn bị quấy phá, bị cái sự phạm nó quấy phá, để cho mình có khả năng hành đạo cho tới cái sự cao thượng được. Nhưng mà mình nghĩ mình xin lỗi là bây giờ mình trong sạch rồi, mình không cần làm gì hết. Xin thưa với quý vị, nó có cơ hội là nó vẫn theo, nó đòi nợ như thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, con xin tri ân ngài. Dạ, con mời đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mai, Nam Mô Sang Khai. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Chư Đức, ngài Liễu Tâm, Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa ngài. Dạ, cảm ơn cô Meta cho con tín hiệu. Dạ, thưa ngài, hồi nãy chiếc lá mua hỏi thì cũng giống như là cái câu hỏi của con, nhưng mà con có cái thắc mắc như vậy. Tại con có nghe quý sư giảng về cái giới giữ tiền của tỳ kheo đó, thưa ngài. Vậy thì cái giới giữ tiền nó có quan trọng không đó? Tại vì có người thì nói con là hình như cái giới giữ tiền nó phải là một trong những giới luật mà Đức Phật ban ra. Thành ra tỳ kheo có thể giữ tiền. Rồi con cũng nghe Chư Tăng hát dạy là không, giới giữ tiền nó phải là một trong những giới mà tỳ kheo phải giữ. Vậy thì cái giới giữ tiền á, thì con thấy đa phần con đi, dù là chùa Miến hoặc chùa Tích Lan hoặc chùa Việt Nam, con thấy Phật tử lúc nào cũng có bao thơ cho quý sư. Thì con không hiểu, thí dụ như nếu mà nói là giới giữ tiền thì Phật tử có phải đã góp phần cái sự cho cái sự không giữ giới của Chư Tăng không thưa ngài? Tại vì con cũng thắc mắc cái đó, và nếu mà như vậy thì tại sao mà Phật tử mình vẫn cứ tiếp tục? Rồi con cũng có thắc mắc là bạn đạo con nói thì bây giờ không thể nào mà không có thể đưa tịnh tài cho quý sư, thành ra phải như vậy. Nhưng mà mình tác ý khôn khéo, có nghĩa là mình chỉ có ghi trên ba thơ là mình ghi là tứ vật dụng thôi. Nhưng mà con cũng nghe các vị sư khác hãy mà đụng tiền vô, dù rằng cái tiền đó cho cái tác ý gì đi nữa, mà hãy cứ đụng là phạm. Thành ra con cũng chưa có hiểu rõ cái ý này. Mà con đi chùa mà con thấy rất nhiều Phật tử, như là cái chuyện đưa ba thơ là một cái chuyện rất bình thường và tự nhiên, nó là cái quy luật. Ngay cả ban đầu con đi chùa, con cũng không hiểu cái đó là một cái luật của vị tỳ kheo. Thành ra con cũng thắc mắc, thưa ngài, ngài có thể giảng cho tụi con hiểu rõ đối với hàng Phật tử chúng con thì làm như thế nào để mình không có bạn đạo con nói thì nhiều khi cũng phải là cộng nghiệp, nếu mà mình tạo ra một cái nhân nào đó cho cái vị tỳ kheo đó phạm giới. Thành ra con cũng thắc mắc như vậy đó, thưa ngài. Dạ, con kính trao mic lại cho ngài giảng giải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Chư Tôn, kính thưa chư quý vị, cô hòa nghe cho kỹ đây.
Đức Phật không cấm ông sư có tiền, nhưng cấm ông sư giữ tiền và hoan hỷ với số tiền đó. Nghe cho rõ. Đức Phật không cấm ông sư có tiền, nhưng cấm ông sư giữ tiền và hoan hỷ trong sự có tiền đó. Hiểu chưa? Nghe rõ chưa? Chư Tăng có quyền có tiền. Đó lý do tại sao mà trong theo các nước nguyên thủy đó là nó có cái ông thị giả là vậy. Thị giả là gì? Giữ tiền. Người ta dâng cái gì ta giữ tiền. Giống như chúng tôi nói kỳ trước, rồi sau này có những ông thị giả. Thế này không phải thị giả nữa mà là thị thiệt đó. Tức là nó cần thiết là nó đem tiền để xài. Tới chừng ông sư cần nó không xài hết rồi. Thành ra nhiều chùa sau này là không khuyến khích ông sư là không có nên có thị giả cho vấn đề đó. Thành ra bên Thái, bên Điện nó mới có những cái trường hợp mà chúng tôi nói là quý vị làm cái giấy thỉnh cầu. Thỉnh cầu bạch sư con tên gì đó. Để số điện thoại, địa chỉ là số điện thoại nhiều. Con xin dâng tứ vật dụng đến ngài với trị giá đó, trị giá bao nhiêu đó, dù như $50 đi. Khi nào ngài cần, ngài đem cái giấy này ra tiệm đó rồi nói họ gọi điện thoại, chúng con sẽ thanh toán. Đó. Thành ra ông sư ổng có tiền mà không có giữ được, không có giữ, bởi vì ông giữ phạm giới. Không cần chỉ giữ miếng giấy mà được thỉnh cầu mà thôi. Đó. Bởi vì cái chuyện đó, đó nó giúp được nhiều chuyện lắm. Giúp cái gì? Ông sư không thể nào mà đem cái đó ra đi mua những cái mà không thích hợp với ông sư. Cái chuyện đó. Bởi vì gọi điện thoại hỏi món đó là món gì mà nói cái món đó ra mà thì để thí chủ họ biết là cái đồ này ông sư cũng được quyền xài, ông mua làm gì? Thấy không? Đó, nghĩa là cái chuyện mà làm cho đúng mức thì nó giúp cho ông sư rất nhiều. Còn cái chuyện mà mình không biết, mình làm, mình lại là để cho ông sư đó phạm giới. Mình cứ nghĩ đi, dầu rằng mình không có tác ý làm trong phạm giới, nhưng ít nhất mình là cái điều kiện để ông phạm giới. Đó, nghĩa là mình không có phá cái gì ông đó. Nhưng cái sự đồng lõa của mình trong cái việc đó làm cho ông sư cũng có thể ông mà không có đắc được những pháp cao thượng, bởi vì phạm giới. Thành ra phải biết cách làm để cho mình được thoải mái, và ông sư ông không phạm cái giới, dầu rằng ông vẫn có điều kiện để ông dùng mua những cái thứ vật dụng mà ông xài, ông có thể xài, tại vì quý vị không có biết. Ví dụ mình không biết ông sư cần gì thì mình làm cái giấy thỉnh cầu vậy, thì khi mà ông sư không cần thì ông ấy. Còn nếu mà mình ngon nữa là khi nào sư cần sư gọi thoại con tiếng, nói cái đó con lên trang mua gửi cho sư. Thí dụ vậy. Thì ông sư cũng sẽ không bao giờ ông làm bậy rồi bạ được hết. Chứ có những, nếu mà ông có tiền, ví dụ như bây giờ quý vị thấy ở trong Việt Nam, vậy nào trong Việt Nam sẽ thấy ông sư mà ông có cái thí chủ mà dân cái lời thỉnh cầu đó, ông dám đi ra tiệm ông nói là bán cho tôi một kết bia không, rồi cái cho số điện thoại kia gọi người đó trả tiền cho. Phải không? Còn này ông có tiền bạc ông ra ông nhiều, cái ông mặc cái ba đề suy đó, cái vest này đó, đâu ai biết ông là ông sư đâu. Rồi ông mua ông sách về phòng đổ tỉnh bơ. Đó là những cái chuyện mà quý vị nên hiểu và làm thế nào để hai đều được trong sạch. Mà nhớ một chuyện, Đức Phật không cấm ông sư có tiền, nhưng cấm ông sư giữ tiền và quan hệ với cái tiền mình có. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân ngài. Nhưng ngài, thưa ngài, cho con hỏi thêm câu, nếu mà bị tỳ kheo được quyền nhận tiền và không được quyền giữ tiền, nhưng mà con thấy nếu mà đưa rồi thì phải giữ chứ sao lại không thể nào giữ được, thưa ngài? Thì cái đó cũng ngài cũng đã giảng rồi thì con thấy cũng rất là cái hợp lý lắm. Vậy thì ngài cho con hỏi, thí dụ như mình
gửi một cái credit card, mà cái credit card mình bỏ một cái số tiền nào đó vô trong đó, rồi mình đưa cho cái vị sư đó, nói khi nào vị sư đó cần cái gì thì đây là cái số tiền này để đi mua. Như vậy có được gọi giữ tiền không thưa ngài? Dạ con thắc mắc như vậy. Dạ con kính trân mít lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn này. Dạ kính thưa quý vị, trực tiếp thì không thể gọi là giữ tiền, nhưng mà ít nhất khi bọn đi mua đồ tầm bậy là mình vẫn dính chấu như thường. Đã nói rồi không phải rẻ vô rồi không mua mấy cái thứ mà nghĩa là ông sư không thể dùng được. Ông để vô mua cái đó này làm sao cái người cho dính chạy. Phải không? Chúng tôi đã nói rồi, mình giúp để cho người ta trong sạch nữa, chứ không phải giúp để người ta có tiền xài không, mà giúp để người ta trong sạch nữa. Vì có nhiều cái thứ mà nó phải nói chứ. Quý vị coi trong tứ vật dụng của nhà sư đó, liên quan tới thức ăn, liên quan tới chỗ ở, liên quan tới thuốc men, liên quan những cái đó là những cái quan trọng trong đời sống của sư đó. Thấy không? Nó có nhiều mà khó khăn, nó ngay cả thuốc hút ông, họ cũng không cho ông sư hút nữa chứ đừng nói. Nhưng mà nếu có cái thẻ ông đi mua cái đó được. Thấy chưa? Anh ra cái mình giúp để cho ông sư thoải mái trong việc mà có thể có khả năng để kiếm những cái vật dụng mà ông cần. Cái thứ hai là ông kiếm ông vẫn được trong sạch như thường, chứ không phải ông kiếm mà để ông phạm. Nam mô Bồ Tát Gia. Dạ Nam mô Bồ Tát Gia. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ nói thật ra thì ở Mỹ này mà cấp đi giá coi kiếm khó đó thôi. Một vị sư chỉ có một chùa, thành ra nhiều khi Phật tử cũng không thể nào là cấp đi giá được. Dạ. Dạ con kính tri ân lời giảng dạy của ngài. Dạ ngài cho con hỏi thêm một câu nữa. Là hồi tuần trước á, trước cái giờ cuối cùng á, ngài có nói là một cái vị nói là nguyện chánh đẳng chánh giác á, thì ngài nói là nó đường nó đi lâu rồi, ngài có nói cái phần cuối là 500 phải gặp 500 vị chánh biến tri hay 500.000, thì cái đó con nghe loáng thoáng con chưa có rõ, mà có phải trong cái ý của ngài nói là một cái vị mà khi đã nguyện thì phải gặp ít nhất là 500.000 hay 500 vị chánh biến tri là những vị Phật, phải không thưa ngài? Dạ con kính trân mít lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn này. Dạ không, kính thưa chủ vị, không phải là gặp. Chúng tôi nói là cái người mà đã được thọ ký mà có tên đàng hoàng đó là khoảng 10 vị, được thọ ký là 10 vị. Còn cái người được thọ ký mà không có tên tuổi đó là khoảng 500 vị. Nên nhớ chuyện. Và bây giờ mà nếu mình hạ thủ công phu rồi mình làm cho đầy đủ được thọ ký là mình chờ cho tới bá thở luôn. Nên. Bởi vì mà cái gì Phật chánh đẳng chánh giác đó, mình nói theo danh từ đời là ngàn năm hy hữu, chứ không phải muốn có lúc nào được, muốn hành lúc nào ấy. Mà nó lên voi xuống ngựa, đi địa ngục địa đầu dữ dội lắm nay được cái đó. Thì bây giờ thay vì mình muốn cái gì, mình cảm thấy nếu mình chờ 510 vị không nổi, nếu mình được thọ ký cái gì Phật tới giờ chưa chắc 510 vị, mà có thể là lên đến gấp đôi gấp ba lần. Thì mình hành để đắc tứ thánh đạo thôi, chứ tứ thánh quả thôi, chứ làm gì phải đắc Đức Phật toàn giác kỳ. Thấy không? Bỏ cái thời gian lâu để làm gì? Bộ sống từ xưa tới giờ bao nhiêu tăng kỳ kiếp chưa đủ khổ, khổ chưa đủ đã hay sao mà bây giờ còn muốn sống thêm dài chục a tăng kỳ nữa để tỏ khổ à? Mà quý vị được theo chúng tôi, quý vị không nên nguyện chánh đẳng giác gì đó, bởi vì ngay cả vô trong bây giờ đã gặp được giáo pháp Đức Phật mà còn thèm học mà ở đâu được thì đó nó phải hành nó hạ đủ công phu như vậy chứ. Quý vị cứ nghĩ một cái vị Phật toàn giác mà là hạnh trí tệ đi, nguyện trong tâm nói ra lời và được thọ ký phải 20 a tăng kỳ, quý vị biết cái thời gian nó cỡ nào.
Thành ra giờ gặp được ráng hạ thủ công phu học đi, để khi nào gặp Phật Di Lai có thể tới đó là đắc đủ đạo quả tứ thánh lục quả hoặc là tam quả, được sanh về cõi ngũ tịnh cư là thấy đời nó đã đời, muốn gì ở đâu mà muốn hạ thủ công phu về cho tới nửa đường. Ví dụ như tạo qua là mật 20 A Tăng Kỳ, mình tạo được Phật được 10 A Tăng Kỳ, chán quá thôi, nguyện bỏ đi, bỏ cái lời nguyện đi để đắc đạo quả lãng, phải không? Làm gì cho thực tế một chút. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con kính triền ngài. Dạ con không có cái chí mà đi nguyện chánh đảnh giác giác từ ngày. Dạ thôi, con nghe hồi tuần trước ngày giảng dạy nên con thắc mắc chứ cái đường đây đi nó quá đã dài rồi muốn gì. Dạ con chỉ thắc mắc. Dạ ngài cho con hỏi thêm một câu nữa, dạ con sẽ trao mic lại cho đại tràng. Con không có thấy bàn tay máy của con. Con thấy trong kinh nói là con xin làm lại tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Vậy thì khi mà một cái vị Phật tử nào đó họ có cái lòng mà muốn làm một cái tượng của một cái vị sư hoặc là vị thầy tổ nào đó của họ đó, thưa ngài, thì cái đó có được ok không? Tại con theo con nghĩ theo cái đời thì con nghĩ là tại vì mình tri ân cái vị sư đó hoặc vị thầy nào đó của mình thì mình làm cái tượng để mình thờ rồi mình lễ bái, thì nó theo đời thì nó cũng con thấy nó hợp lý. Còn nhưng mà con không biết là theo đạo thì cái đó có ok không thưa ngài? Tại vì con thấy trong cái phần kinh thì con thấy chỉ nói là mình lễ bái bảo tháp Ngọc Xá Lợi, những cái kim thân Phật rồi mà không có nói gì. Vậy thì con cũng thắc mắc. Dạ con cứ trong lòng cho ngài giảng giải. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, mình là gặp được Phật pháp, mình học theo lời Phật dạy thì mình nên làm theo lời của Đức Phật nha, đừng có làm theo giờ lời của mấy cái vị sau này. Ta muốn cho cái người mà ít phước rồi này có cơ hội để tạo phước báo thì nguyện này nguyện nọ nguyện, thì trong lúc nguyện thì tâm nó là thiện pháp là phước báo, nhưng mà làm cái đó nó không có lợi ích gì nhiều. Đức Phật dạy sao? Người kính trọng ta là người thực hành theo giáo pháp của ta, mình nhớ chuyện đó. Cái gì nên nhớ cái gì cuối cùng đó, thì Đức Phật đang ngấp ngáp đó. Thì chưa tăng vô mé có cái gì đó không có thấy Đức Phật như vậy mà không có ở lời để săn sóc lo lắng Đức Phật mà bỏ trốn vô rừng. Đức Phật kêu gì đó lại cho kêu gì đó hỏi gì đó nói là con biết ngài sắp Bà-ri-ni-pha-na, thành ra con muốn được đắc cái pháp của ngài trước khi ngài Bà-ri-ni-pha-na. Đức Phật mới khen ngợi cái vị đó và nói đây là người kính trọng ta, bởi vì người kính trọng ta là người hành theo giáo pháp của ta. Chúng thấy chỗ nào nói Đức Phật người kính trọng ta là đúc tượng cho ta, chúng ta đem quần áo còn lại của ta đem thờ, đem này đem nọ quá thắng chi vậy? Mình không học giáo pháp cho đầy đủ, mình làm tượng Đức Phật để mình dựng lên mình thờ là cái mình lại tượng. Không cần tượng, nhưng mà nếu trong đó mình có chính ân Đức Phật thì mình vẫn có thể làm lễ Đức Phật được như thường. Bây giờ chưa chắc là cái người mới hỏi chưa đã biết chính ân đức của Đức Phật là gì. Thấy không? Cái chuyện đáng học không học, chuyện đáng làm không làm. Và đi suy nghĩ ba chuyện. Trên trăng dưới nước không là lễ làm gì. Nó không có lễ gì cả. Giáo pháp Đức Phật là phải học, rồi ráng hành đi. Ít nhất á, mình không được cái gì cả nhưng như được cái phước. Như phước là học và thực hành giáo pháp của Đức Bổn Sư. Nó vẫn có lợi ích nhiều hơn là mình làm những cái chuyện theo người nói là phải xây tượng cho lớn, tháp cho dữ rồi này kia rồi. Tượng tháp của Đức Thế Tôn này nó chỉ ở lại chúng ta tối đa 5.000 năm, mà giờ đã qua 2.600 năm rồi. Thì có làm cái gì nữa cũng không quá 5.000 năm nên nhớ chuyện đó. Và trong khi mình hành được cái giáo pháp của Đức Phật, nếu kiếp này mình chưa đắc kiếp sau mình chưa, ít nhất thì cũng có ngày đắc
chứ nó không có quỷ bị quỷ hoại tiêu tan giống như mình đúc tượng thờ, xây tháp để thờ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sa thú những lời chỉ dạy của Ngài. Dạ bạch Ngài, con có, thật ra sau này có cũng như mình ở trên Zoom rồi trên YouTube rồi Facebook mình cũng con cũng nghe được nhiều cũng vài cái bài pháp. Dạ thì có một lần con nghe về khi mà mình dâng trái cây đó Ngài, thì con ở đây con có thắc mắc chỗ này đó Ngài. Thí dụ như là con nghe nói là mình nhân những cái trái cây, nó có những cái hộp đi, thì cái vị mà thường mà cũng như là kêu là cấp giá, thì phải là giống như là trước khi mình dâng mình phải làm cái lễ cũng như là kiếp bá gì đó, là giống như nếu mà cái trái xoài diệt cái sự sống của trái xoài thì rồi xong rồi mình mới dâng được và vị đó mới dùng được. Hay là những còn nếu mà còn những trái nho thì như thế nào, những cũng như những cái trái cây, ví dụ như con nghĩ là thời xưa thí dụ như ở Ấn Độ đi, thì thật ra mỗi cái quốc gia đó nó đều có những cái trái cây nó khác nhau. Rồi con nghe nói là thí dụ những cái trái có hộp thì mình phải làm như vậy, hay là mình phải cắt nó ra như thế nào thì cái vị sư mới có thể dùng được. Nhưng mà ở đây con có thắc mắc là ví dụ như những Phật tử, cái đó là nước quốc giáo, nhưng những Phật tử của tụi con đi, cái này con cũng vừa mới biết thôi. Ví dụ như mình không biết, rồi những phần giống như người ta tới chùa, người ta dâng, ví dụ như người ta dâng một cái thùng xoài, người ta cúng hay dâng thùng xoài cho Chư Tăng. Rồi khi mà người ta dâng rồi xong rồi các vị cũng như các vị sư chỉ nhận rồi Phật tử đi về, đâu có biết là cái thủ tục là mình phải làm như vậy. Rồi giờ chẳng lẽ là nếu mà không có làm theo đúng cái luật Chư Tăng thì chẳng lẽ cái thùng xoài đó quăng, hay là bất cứ những cái trái cây gì nó có hộp là vị sư không được dùng sao, mà nếu mà dùng là phạm tội hay là này nọ sao bạch Ngài. Thì ở đây nên con muốn cái thắc mắc của con á, nên con thấy nó con không hiểu, nên kính dân Ngài có thể chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ con kính dân bích lại cho Ngài, con kính xuống bích ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Trái cây mà loại có thể Chư Tăng có thể dùng được, có thể mình phải làm cho nó hoài tướng. Ví dụ như bây giờ nho đó, mình dân nguyên chùm nho không có được. Nhưng mà mình bứt cái gì? Cái mà nè, phải nhân quên đó. Cái nhánh mà nó dính vô cái trái đó đó, mình giật ra cái trái gì ra khỏi cái đó. Giật ra. Để cho Chư Tăng dùng. Thì Chư Tăng dùng. Nhưng mà nên nhớ đó, mình phải biết. Mình lật ra những cái loại trái cây mà Chư Tăng được dùng trong buổi sáng mà thôi, hay là Chư Tăng dùng được một ngày. Nhưng mà thường thường đó là Chư Tăng chỉ dùng buổi sáng mà thôi. Còn mình muốn làm cho Chư Tăng dùng được thì mình nên xay thành nước. Thì Chư Tăng có thể dùng trong ngày. Rất là tiện cho ông sư. Chứ còn mình không làm ngoại tướng là dùng được. Cái thứ hai, Phật tử nào thường không biết, thành ra ông sư tu đàng hoàng chút là không được ăn mấy món ngon đâu. Ví dụ như cá nhân chúng tôi đây đó, nha, vì họ mua bây giờ bên đây thì mình mua đồ tươi đâu có, ví dụ như sầu riêng chẳng hạn, thì nó để ông bịch rồi cái nó đông lạnh đó. Họ tới họ thấy ông sư chắc bên đây ăn được, rồi cái họ bỏ vô tủ họ đông lạnh, họ nói ngày mai sư rảnh lấy ra, thường thường ông sư không bao giờ lấy được. Thì nó nhớ nó có những cái món ngon ông sư bao giờ đã tới được là vậy đó.
Nên là mình muốn cái gì thì những cái đó là phải buổi sáng mình tới mình đem ra, là đừng có để cho nó bớt lạnh, là mình ra mình dâng cho sư để ăn trước trước đứng bánh. Chứ còn mà để đây nhà ông sư là ông nếu mà ông ngại phạm giới thì ông giờ cũng đụng đó. Nó có nhiều khi để đó rồi nếu mà chùa còn có Phật tử thì ngày hôm sau Phật tử nó tới nó hỏi ông sư nó dùng được dùng đi nó thì sao, còn nếu cả tuần nó mới tới lần do gặp chùa Bà Đanh nó thì cái gì dục chứ nó hư cho nên đâu còn đâu. Thành ra tốt nhất nếu mà dân buổi sáng thì dân một vài trái cái gì đó là mình làm hoài tướng thì ông sư cũng có thể ông cắt ra ông ăn được, còn nếu mình không làm hoài tướng thì mình nhà mình bỏ vô máy sinh tố mình sai mà sách làm dân nhỏng gì đâu. Đó. Chờ nói gì cho hiểu như vậy đó, phải làm hoài tướng cho để nguyện không được. Nam mô Bổn Thầy dạ. Dạ sa thú dạ con kính tri ân sư đã chỉ dạy cho chúng con được hiểu. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi. Dạ con còn câu hỏi nữa mà con quên rồi. Dạ con cái điện thoại của con thì con không thể nào con thấy được cái bàn tay nên quý Phật tử nào có giơ tay thì con xin báo cho con biết ạ. Dạ tại vì cái điện thoại của con không biết tại sao mà sau này cái bao talk không cái điện thoại với iPad không có thể nào thấy bàn tay được hết. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú please làm ơn thắc có những thắc mắc gì đó thì mình hỏi lên để mình cũng mới có mỗi người mình học thêm một chút xíu ạ. Dạ con kính mời đạo tràng hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng thầy. Không biết là Huynh Thính Pháp, Huynh Giang Nhất Hạ có câu hỏi không ạ? Hà hả? Dạ, Sa Thú, Nguyên Trang gửi mic lại cho Hà nha. Dạ, Nam Mô Bích Thà, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sàng Thà, dạ. Dạ, con kính âm lại Ngài Trí Đức, Ngài Liễu Tông, Chư Tông Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ thì ngài sẵn Nguyên Trang có hỏi về cái vấn đề thức ăn thì con cũng có sự thắc mắc, con chỉ có nghe mới học đây là những cái vật thực mình dâng cho chư tăng thì không có được để qua đêm rồi ngày hôm sau mới đem lên chân hoặc là cái vị chư tăng và tùy theo đó hâm lại ăn hoặc là như thế nào thì nó không có hợp với cái luật. Nhưng mà con thấy thời buổi này thưa ngài, nhất là ở Mỹ thì cái hình như cái chuyện đó nó hơi khó là có thể mà không thể mà xảy ra, tại vì Phật tử thì nhiều khi đi làm vẫn chỉ có thể dâng buổi chiều để cái vị sư đó có thể hâm qua ngày hôm sau, có thể hâm mà dùng thọ thực. Thì con thắc mắc cái đó có phải cái luật mà như vậy thì khó mà có thể thực hành được. Con thắc mắc như vậy, không biết là ngài có thể giảng dạy cho con rõ hơn. Nam mô Bổn Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền dạ, kính thưa chư vị, bởi vì xứ này là xứ cái xứ không đáng ở, thành ra tăng nơi có, nhưng mà nếu quý vị biết cách dân đó thì thường thường nếu quý vị nhà sáng quý vị đi dậy sớm đi, quý vị sớm đi đi làm đó thì quý vị nấu cái gì để quý vị đem theo dùng trưa đó thì nấu sẵn dư để rồi mình trên đường đi mình chạy ngang mình ghé mình gọi điện thoại cho sư mình nó không bán ngoài cổng cũng được chứ không lấy gì đó. Tức là mình đã dâng rồi thì ông sư cũng ra không lấy hoàn được. Dù rằng không dâng bằng tay nhưng cái đó vẫn chấp nhận được như thường. Quý vị nên nhớ ngày mà Đức Phật từ trên cung trời đi xuống đó. Người ta xuống nhà người ta đón ngài còn xa ra là có nhiều người ta muốn dâng rồi chứ ngài ta đứng ngoài ta chọi vô cho ta đâu đem tới tiền bằng tay đâu. Đó. Thành ra khi nào mình lên tiếng mình máng đứa cửa ngoài đường đi ông ráng đó nói cái đó mình dâng cho ngài. Thì ông sư ông vẫn có quyền ông dùng được như thường. Trong ngày hôm nay, trong buổi sáng ngày hôm đó. Chứ cái này dễ mà chứ nó đâu khó đâu. Mình biết cách làm này nó rất là dễ. Trừ khi mình không muốn làm mà thôi. Đây chúng tôi vậy có nhiều Phật tử vậy đó.
không muốn dâng lâu lâu có món ngon muốn dâng thì cứ dậy tới sáng hầm cái chạy nha. Nếu mà người ở cái nơi an toàn thì họ không có khóa cửa thì mình cứ mang vô mình máng trước cửa, ổng còn không mình máng ngoài rào rồi mình dọn ngồi cho ổng biết rồi có ai đâu. Chuyện dễ đâu có gì đâu có. Nhưng mà quý vị thứ nhất là trái cây đó quý vị phải lật hết đó quý vị coi lại những thứ nào được ăn trong chỉ buổi sáng mà thôi, những thứ nào được ăn một ngày, có những thứ nào để dành dùng cả trong một vòng một tuần được thì quý vị nên dần như vậy thì ông sư cũng có thể ông dùng lại bữa sau mà không có phạm, bởi vì cái đó là được dùng trong vòng tuần thì nó khác, mà được dùng trong vòng một ngày thì nó khác, được dùng từ mặt trời mọc cho tới đứng bóng mà thôi. Đó là những cái là cư sĩ Phật tử phải hiểu. Chúng tôi nói nhiều lần tại quý vị không chịu làm theo thôi, lật cái quyển giới luật của ông sư ra đọc, quý vị còn nhớ ông sư thì không phải nhớ, nhưng quý vị đọc để nhớ những cái điều quan trọng để khi nào mình dâng cho đúng mức để ông sư không có phạm giới. Chứ mình cứ sợ sợ rồi mình sợ đọc giới bổn ông sư rồi mù mắt, giống như nhiều người nói cái mình không đọc mình cứ làm bậy thì ông sư cũng đói cả ngàn không đói thêm như mắt chỉ đâu. Nào để mình làm cho nó đúng, và ông sư ông cũng được cái lời lộc. Bởi vì cái sách giới bổn của ông sư là sách coi tướng ông sư chứ có gì đâu ấy. Quý vị cái Việt Nam mình mới nói là đọc cái đó mù mắt, mình thấy nguyên liệu nó bán đầy đường. Lực của ông sư này kia ông dùng bán ngay cả tâm tạng nó bán đầy đường ở đó, nó đem về đọc cái giới, không đọc là cái làm bậy mình không có phước thì cũng không phải không có phước, một sư cũng đói vậy hả? Ráng nuôi ổng cho tới khoảng 2000 năm nữa là khỏi phải nuôi nữa rồi. Mà lo xa thì là mua bất thai vậy. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, con có cái đọc cái phần mà giới bổn, con gọi lại cái quyển sách này là giới bổn tỳ kheo luật tứ phần của Thích Nhật Từ. Thì cái phần này con đọc thì con thấy nó cũng hơi tóm tắt, có những phần con cũng chưa có hiểu. Con không biết là Ngài có cái tài liệu nào mà để cho tụi con có thể coi nó rõ hơn không ạ? Dạ, con kính trong mít lòng. Nam mô Bổn Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Quý vị tới giờ này mà còn hỏi cái đó là thôi chứ. Nghe là cái gì không biết thì cứ tra Google lên trên Google đánh giới bổn của tỳ kheo hệ Nam Tông hay lại Nguyên Thủy thì nó lên liền à. Giới bổn tỳ kheo ni của hệ Nam Tông hay là hệ Nguyên Thủy thì nó lên trong đó rất nhiều. Mình tìm nguyên cái vị nào mà hoặc là những cái sách nào đó mà có khả năng mà nó đầy đủ á, thì những cái vị mà viết cái đó phải là ông sư Nguyên Thủy, hoặc là được xuất bản từ cái nước như Thái hay Miến Điện thì mới đúng. Còn bây giờ cái quyển mà của thầy Thích Nhật Từ, ông đó là Bắc Tông, thì ông có viết thì ông viết theo Bắc Tông chứ làm sao ông biết Nguyên Thủy mà ông viết. Mình nhớ chuyện đó thì đọc nó mới chính xác. Chứ ông ấy nó giống hồi xưa chúng tôi ở Thái đó, thì có một cái vị thầy Bắc Tông. Lúc đó đi theo Ngài Minh Châu qua đây lãnh cái bằng tiến sĩ. Ngài Minh Châu nhận được Đại học Chư Tăng của Thái cho cái bằng tiến sĩ, thì Ngài đó đi theo Ngài gì đó. Ngài nó làm lớn ở miền Nam lắm mà sau này là mất. Thì cái lúc này về Ngài, tại vì lúc vị Hòa Thượng nó qua thì chúng tôi dẫn đi chơi. Thì lúc này về Ngài có về tới Sài Gòn, Ngài có gửi cho chúng tôi quyển lực của tỳ kheo ni, nhưng mà của tỳ kheo ni quyền quệ gì đó, tôi đọc thử rồi đó. Thì đọc tôi thấy nó không giống như cái bộ lực của tỳ kheo ni ở bên Nguyên Thủy. Cái điểm chánh này nó giống như cái lời giải thích, có nhiều cái nó không giống.
Thì khi mình tìm, mình phải tìm cho đúng cách, chứ còn mình tìm không đúng cách, nhiều khi mình đọc mình hiểu sai. Lâu quá tự nhiên quên tên cái vị thầy đó, nên nó làm lớn ở miền Nam. Thì đọc là phải lựa vậy đó, lựa để biết cái nào nó chắc chắn. Giới bổ là này, bởi vì quý vị nên nhớ đó, nếu mà đọc trong tâm tạng á, mà cái tâm tạng Việt Nam thì có cái bộ mà của sư sư Chánh Thân Chi Dịch đó, coi cũng được. Đó. Trong tạng của sư Chánh Thân Chi có Chi Dịch cái tạng luận cực bảy tông quyển gì đó, bảy tông quyển gì đó, thì đọc cái đó cũng được. Thì cái đó thì tương đối là nó đầy đủ chi tiết về đấy. Thường thường đó thì mấy cái đó là thường mấy bản dịch của mấy cái thì ngày thường lại bản dịch tóm tắt nhiều. Chứ quý vị biết đầy đủ đó là trong bộ tâm tạng của Thái hay của Miến Điện đó. Bởi cái quyền tờ tạng luật đó, tạng luật nó có 9 quyển tất cả. Quyển thứ nhất, quyển thứ hai là giới của tỳ kheo. Quyển thứ ba là giới của tỳ kheo ni. Thầy là một ông sư mà muốn rời thầy tới độ, tức là phải ở với thầy độ 5 năm để nương nhờ để học kinh điển rồi đó, phải đọc thuộc hết ba quyển đó, quyển thứ nhất, quyển hai, quyển thứ ba. Quyển thứ nhất là giới bổn của tỳ kheo, quyển thứ nhất thứ nhì là giới bổn của tỳ kheo, quyển thứ ba là giới bổn của tỳ kheo ni. Thành ông sư muốn thoát khỏi cái sự nương nhờ của vị thầy để có thể làm chứng thành đó, phải thuộc cả luật của ông sư và luật của bà sư luôn. Tại sao phải thuộc luật bà sư? Tại vì ông sư vào thời Đức Phật đó, là người tỳ kheo ni là không có quyền dạy, ông quyền làm thầy để dạy để làm gì đó. Thành ra khi mà bên tỳ kheo ni cần thì chư tăng thỉnh một cái vị qua bên gì để dạy tỳ kheo ni. Mà khi mà dạy tỳ kheo ni mà đi qua bên ta là phải biết luật người ta để mình cho đừng phạm. Và có những cái điều mà được chế định cho tỳ kheo ni, trong luật tỳ kheo ni, chế định trong luật tỳ kheo ni, nhưng mà dành cho ông sư. Tại vì ông sư hôm qua ông đi dạy đó, là hoàng ông có thể mười phần ra, ông sư cũng phải học thêm cái luật tỳ kheo ni là vậy đó, gọi là ủ phá tô pha gá quý phần khá quý mút đó, là vậy đó. Rồi phải về luật không đó ba quyển rồi, còn về kinh tạng một hai quyển nữa. Và về di pháp thì hai cái bộ đầu tiên là phải học, là bộ Thâm Má Sẵn Hình Đi, bộ thứ hai là Quý Phân Khá đó. Rồi quý vị biết 5 năm ở với ông thầy phải học đầy đủ những cái chuyện đó mới được hạ sang. Còn học không hết những cái đó là hạ sang không có được. Thành ra quý vị cứ tìm cái 8 cái quyển lực mà của sư Chánh Thân đó. Sư Chánh Thân bây giờ sư ở Georgia đó. Vị nào mà ở Georgia có thể liên lạc với sư Chánh Thân, nó gọi là cái chỗ mà sư ở là Thàn Kinh Cát. Thàn Kinh Cát. Thì lúc đó quý vị vô đó xin thầy chắc giải Thàn Kinh Cát. Còn không thì để chúng tôi tìm cái trang web của ấy, rồi quý vị vô cô mới hỏi là cô Hà đó, nó bấm vô có phải không? Đó. Thì cô bảy tâm quyển gì thằng Lục đó, vô đọc thì sẽ biết, cậu phải tìm đâu xa, mà mô với thầy giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mây, dạ, Nam Mô Sang Khai. Dạ, con đã bấm vô và con đã thấy, dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, thật sự ra kiếm trên mạng thì cũng được, thưa Ngài, nhưng mà nó rất nhiều tài liệu, tụi con thì cũng rối mờ với nhiều quá, thì tụi con không biết cái nào thật mà cái này không nên đặt. Dạ, nhưng mà nếu mà Ngài cho con cái này thì con sẽ ngâm cứu. Dạ, con kính tri ân Ngài, dạ, con xin trao mít lại cho Đạo Tràng. Sa thú ha.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ hành và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ, quý cô chú có thể giơ tay hỏi tiếp với ngài hay có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Con kính mời. Dạ, vì cái điện thoại của con không thể thấy được bàn tay nên quý cô nào có giơ bàn tay mà con không thấy là chat trên màn hình, con sẽ gửi mic lại ạ. Dạ, con xin sám hối. Dạ, con kính mời đạo tràng ạ. Không biết anh Tính Pháp có câu hỏi không ạ? Huynh Giang Nhất Hạ. Dạ em, dạ xa thú. Dạ xin mời huynh ạ. Dạ, không biết đạo tràng có nghe không ạ? Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Lữ Tông, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, sẵn lúc nãy sư Nguyên Trang có hỏi về vấn đề mà dân vật thật đó thưa sư. Nếu mà như tụi con mà muốn dân vật thật với những cái vị sư mà ở xa, ngoài tiểu bang hoặc là ngoài nước đi, thì tụi con làm cách nào sư có thể liên lạc rồi mình có thể mình hỏi ở chùa đó là vấn đề là dâng cúng vật thực như thế nào để mình có thể mình xin hùng phước để dâng vật thực hay là trai tăng trong vòng mấy ngày, một tuần, một tháng gì đó, hay là mình làm cách nào cho phải lẽ thưa sư. Sư có thể chỉ dẫn cho con điểm này và con xin dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kim Bạch Chư Tổ Hoàng Giả. Kính thưa cho quý vị, hãy liên lạc coi có cái vị nào gần đó mình hỏi cho con làm sao biết được. Còn nếu trường hợp mình không liên lạc, mình chỉ biết địa chỉ của chùa đó, thì mình dâng cho ông sư tới gọi là tứ Phật dụng chứ mình đâu có tới đâu. Ví dụ như bây giờ mình không có dâng cơm nước được thì mình dâng thuốc men cũng được chứ. Mình phải hỏi vị sư thưa đó, họ có cần những loại thuốc men gì không cho biết, có kali mình sẽ gửi qua, ví dụ vậy. Ví dụ như hồi xưa xuống lúc mà sư mới về Mỹ vậy chứ, có những cái vị mà họ quen sư đó, họ cứ họ xin vậy đó, xin thuốc men, tại vì thí dụ ở Miến Điện vậy rất hiếm vị đầy đủ thuốc. Hồi xưa về sư cứ gửi thuốc vậy đó, chứ đâu có cần thiết gì phải ấy gì đâu. Có rất nhiều loại, thí dụ như những cái gì sa di mà bên Miến Điện vậy, thì về đó chứ mua mấy cái lọ kem đánh răng nè gửi mấy ông rồi về nhận được mừng mừng lắm. Mà ra bên đó nó hiếm mà phải có tiền mới vô mấy chỗ lớn mua được, chứ còn không đánh răng cái loại gì cũng không biết được đó. Thì tùy theo nhiều chuyện trong cái tứ diệt dụng chư tăng coi thiếu gì thì dân cái đó cũng được, chứ có ai đâu cần thiết gì đâu phải dân cơm dân đồ đâu. Nhưng mình làm thế nào để cái sự dân của mình nó được trong sạch và người nhận cũng được trong sạch thì cái đó mới là chuyện đáng quý. Trong thời gian anh rảnh thì cứ tìm đọc những cái luật liên quan tới ông sư hệ nguyên thủy hệ bắt tiền mà mình muốn liên lạc thì mình đọc để cho hiểu rõ ràng khi mình làm việc gì đó thì nó tốt.
vừa cho mình và cho người nhận nữa. Chứ đừng có mình ngồi tưởng tượng mình làm theo mình. Nhiều khi ông sư đó mới nói chứ ông nhận được mà điều có thể ông dùng không được chứ. Tùy theo mỗi chuyện, học cho nó rõ ràng để mình làm cho nó đúng. Giống như tôi liên lạc những người ở dùng cái vùng gần đó để biết hình như thế nào, tình hình cái chùa như thế nào. Thì mình làm thì nó chắc ăn hơn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con xin tri ân sư. Dạ, thì con cũng nghe sư giảng một vài lần thì con cũng hiểu cái vấn đề đó. Nhưng mà có nhiều khi cũng hơi khó tiếp cận. Chẳng hạn như là, ví dụ như con đi cái chùa Miến Điện, một cái chùa lạ, thì vị sư đó nói là, con nói là sáng hôm đó con tới con xin dâng vật thực. Thì vị sư đó đúng giờ đi ra và mình có thể kêu mình đi lên chánh điện dâng truyền tam quy ngũ giới, rồi dâng đồ ăn ngay trên chánh điện, rồi mới bưng về cái phòng trai tăng để quý sư đó thọ dụng. Và những cái chỗ khác nữa đó là những vị sư Nam Tông mà người nước ngoài đó, thì là mình dâng bất cứ cái gì hoặc là mọi người dâng bất cứ cái gì á, thì là có những cái người tháp giá đó, người ta sẽ mang hết vào cho các vị sư. Sư người Thái có, sư người Mỹ có, rồi sư ngoại quốc. Thì vị sư nào thích những cái món nào thì đi ngang những cái món đó, thì vị sư đó lấy những cái món đó mà bỏ vô bình bát. Còn một số chùa Việt Nam mình á, thì có nhiều khi con lại hơi khó tiếp cận. Có khi mình mang tới thì những người khác với giá người ta chọn lựa, hoặc là không biết là do người ta hiểu pháp hơn hay sao đó, mà cũng có nhiều khi cũng xin lỗi là hơi dành phước một chút xíu. Có khi là những cô tu nữ cũng dâng cho những vị sư là đã có rồi, cho nên cũng không có cái phần của mình để mình dâng được. Thì cái vấn đề này nó cũng hơi tế nhị, hơi khó một chút xíu. Cho nên cũng không biết làm sao, nhiều khi mình cũng muốn đi nhiều chùa khác nhau trong vùng, nhưng mà mình không biết là chùa này là mình phải liên hệ như thế nào, cũng chưa có một cái nề nếp nào để tụi con tiếp cận được đó, thưa sư. Thì thường là mình phải làm như sao, thưa sư? Mình liên lạc với vị trụ trì rồi mình hỏi là cái chùa đó cái cách sinh hoạt như thế nào, hay là mình liên lạc với lại những cái vị sư nào đó để mình trực tiếp, hay là sao, thưa sư? Sư có thể chỉ cho con hiểu thêm về điểm này dạ. Dạ, con xin dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra mình liên lạc với ông sư, mình hỏi ông sư cũng không có nói. Ông sư nhiều khi nó phải nói với ông, nhiều khi ông mở miệng cũng vẫn phạm giới như từ chứ không phải ấy đâu. Bây giờ tìm những cái người đã từng đi chùa Miến Điện hay là đã từng đi chùa Thái, mình hỏi theo tình hình như thế nào. Bởi vì mỗi chùa họ có cách sinh hoạt theo cái truyền thống của họ. Thí dụ như chùa Miến Điện thì thường thường đó là tới ngày đó là thí dụ mình đeo mình món ông ăn, mọi người món món tới đó đó là mình để lên cái chỗ cái bàn đó, rồi tới chừng họ muốn ăn đó thì họ ô mình bác tới, họ lấy cái đó, họ cái gì ăn được bò họ vô mình bác, họ mỗi thứ chung rồi họ ăn chứ không có ấy ăn. Còn như Vinh đi chùa dân chúng tôi đó thì chúng tôi làm theo cái kiểu rừng á, tức là phần ăn cho mỗi ông sư phần đó thôi, dân ông sư như vậy đó thôi. Ví dụ như Vinh tới Vinh mỗi lần Vinh dân cho sư là vậy đó. Để phần ăn đó thôi, ăn đủ phần đó nó đói kệ ông. Ông chỉ nhận một phần là ăn đủ rồi chứ không có cần nhiều đó. Thì nó tiện nhiều cái lắm, tùy theo mỗi chỗ nó vậy chứ không có ấy đó. Mà chùa Thái cũng vậy, nhiều khi nó nghĩa là bao nhiêu Phật tử nó, họ đúng giờ tới bao nhiêu Phật tử, tới sớm tới trễ gì không biết. Để đó kệ tới họ không cho thọ tâm nguyện ngũ giới, không Phật tử bưng lên bàn rồi chư tăng ngồi chung cho ăn. Còn có những cái chùa Thái họ không làm vậy, dâng hết tất cả. Rồi ông sư mạnh, ông sư nào ông sư đó lấy đủ ăn thôi chứ không ấy.
mà khi một sư đi qua cái bàn đó lấy xong rồi đó là Phật tử có thể bưng về cái chỗ mình cái bài đó ăn. Tùy theo chỗ chứ mình không có nói, không thể nói giống nhau. Bây giờ cái truyền thống của người thị nó có cái vào thời Đức Phật chưa tăng sống sao thì đa số họ giữ truyền thống đó. Nó chỉ thay đổi khác một chút là khi chưa tăng đi qua giờ Thái Lan thì cái tình cảnh nó khác, thì họ sống theo cái phong tục của Thái Lan, sống theo phong tục của Miến Điện. Thành ra ngay các ông sư với nhau mà mỗi lần tương tôi đi Thái, tương tôi phải nghiên cứu một số cái vùng chuyện cái vùng mình ở rồi mới tới đó, hoặc đều đi Miến Điện vậy nghiên cứu cái vùng mình ở rồi mới dám tới đó, chứ còn không mình biết đường mình làm. Còn nếu mà ông sư nó có cái tiện ấy, là ví dụ như chúng tôi tới ở đó, chúng tôi vô xin với ông cả là chúng tôi xin để đi trị bệnh chứ không có dùng chung quý vị, thì ông vẫn hoan hỷ với thường, bởi cái đó là của ông sư mà cho phép. Thì sáng mồm mình đâu mình bác có nhiều mình ăn nhiều, không có nhịn đói chứ không có thắc mắc gì với chùa được. Thì tùy theo chuyện thì ở Mỹ này cái có truyền thống nó khác nhau là vậy đó, chứ không phải nó giống nhau. Dù là thí dụ mình để chùa Thái gì nữa nó cũng khác, bởi vì Thái mà Thái ở miền Bắc khác, Thái Trung nó khác, mà Thái miền Nam nó khác, chứ không phải là mà nói chùa Thái thì giống nhau không có đâu. Về pháp học pháp hành thì nó giống nhau, nhưng mà về những cung cách mà đi trì bình nuôi mạng rồi này kia nó khác nhau hoàn toàn, chứ nó không có giống, tùy theo phong tục của người ta. Thành cái đó là phải tự nghiên cứu lấy, chứ không thể nào nói được đó. Có những chùa thì họ dễ dãi đó. Có những cái chùa thì có nhiều ông sư cũng khó khăn là bắt phải dọn lên rồi này kia xong. Chúng tôi về Mỹ rồi mới được ăn đũa chén đũa, chứ ở bên Thái là hay ở Miến Điện là toàn ăn bốc không hề quý vị. Cái chuyện đối với chúng tôi là khỏe ra không có thắc mắc gì đó. Ở bên mấy xứ đó mà ông sư mà thuộc dân hệ mà pháp hành là toàn ăn bốc không à, chứ đâu có được chén dĩa đâu mà cái gì cũng bỏ hết cho bác quậy lên đời ăn đó. Nó khổ vậy đó. Thành ra cái đó là mình phải nghiên cứu cái vùng mà mình muốn tới, muốn làm phước gì thì mình phải tự nghiên cứu lấy, chứ không mình tới đâu mình không biết được làm vậy đó. Mà hỏi ông sư thì ông sư cũng chịu chết không nói được, tại vì mỗi chỗ nó khác nhau. Nam mô Bồ Tát giác. Dạ sa thú sa thú. Dạ con xin tri ân sư. Dạ thì những cái đó thì con cũng những cái thắc mắc con cũng có hay gặp. Một số chùa thì là con đi tới là mấy vị mà thường đi lâu năm á, người ta có thể gặp những người mới là người ta sẽ cho mình ưu đãi là mình lâu lâu mình mới tới, hay là người ta thấy mình mới là người ta nhường cái cơ hội cho mình. Nhưng mà cũng có một số chùa là mình mới là mình muốn dâng đi nữa cũng không có dâng được. Hoặc là ngay cả việc thính pháp, đi nghe pháp cũng vậy. Có một số nơi thì cho những người mới và những người con nít lên ngồi hàng đầu. Nơi thì là mấy người ngồi hàng đầu là phải biết ngồi cho thẳng, cho đẹp, biết xếp bằng, rồi có đeo bảng tên đủ màu gì đó. Thì con cũng đi thì con có quan sát, con thấy như vậy. Thì khi mà thính pháp đó thưa sư, những người Phật tử tụi con ngồi có được có xếp hạng như thế nào không thưa sư? Hay là chỉ là ngồi quanh rồi vị sư trả lời, đặt câu hỏi trả lời, có thắc mắc rồi, hay là những người có hiểu biết hơn đặt những câu hỏi hay như thế nào thưa sư? Hay là có những cái quy luật gì không thưa sư? Sư xin xin sư giảng điểm này cho con được hiểu thêm ạ. Con xin nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bồ Tát. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mình tới đó mình phải quan sát cho cái cách của người đại, cho mình không có thể nói về cách chung chung được. Bởi vì thường thường đó, Thái với Miến Điện nó đi cái kênh còn nó khác, tại thường nó đi chùa là mặc xà rông. Bởi vì mặc xà rông hay có cái khăn đó, cái khăn đó nó đeo dài đó, cái khăn đó không phải để lao để gì đó, cái khăn đó để che thôi. Thường thường đó quý vị thấy, thường thường là
cái người nữ cổ thái của Minh Điện đó không bao giờ ngồi thẳng mặt Đức Phật rồi ngồi bên đó đó, tại vì thường họ ngồi đó là họ không có ngồi xếp bằng cái kiểu của Việt Nam hay Tàu, mà xếp hai chân ra phía sau rồi họ mới lấy cái khăn mà đeo vai đó họ che cái đầu gối lại để cho nó kín đó. Thành ra khi mình tới đó mình cũng phải ngồi kiểu đó chứ còn nghĩa là ngồi ở đâu thì ngồi xếp bằng được, chứ còn Thái với Miếng Điện là vô trong chánh điện là không ngồi xếp bằng, ngồi xếp hai đưa hai chân ra sau đó. Mà cái cách quỳ cũng khác nhau, quỳ của Thái với của Miếng Điện cũng khác nhau, cho nó người nữ người nam quỳ cái cách quỳ cũng khác nhau, cho nó mấy là quý vị tới đó quý vị phải coi coi cái người ông ngồi sao sao rồi mình ngồi theo, chứ còn mình đứng ngồi khác người ta nhiều khi mình ngồi xếp bằng rồi kia là nó không phải thế chứ. Đó. Cái đó là phải quan sát từ từ học hỏi với người ta, chứ còn nói lâu lâu mình tới, thường lâu lâu tới mình phải ở phía xa xa mình dòm mới làm sao là khi mình vô mình ngồi xa xa chút bắt chước người ta ngồi, chứ đừng có vô tưởng đâu mình cũng tới thiệt, mình vô ngồi cũng giống ai hết, nó kỳ lắm. Nó cái phong tục mỗi thứ nó khác nhau chứ không có giống nhau, khác nhau rất là xa. Nên cái lời dạy Đức Phật thì nó thì ở đâu nó giống nhau, nhưng mà cách giảng thì nó khác. Ví dụ như Miếng Điện thì nó chủ trương là nó giảng mình phải thuộc. Thành ra thí dụ nó giảng Kinh Pháp Cú đi, vô đầu là ông giáo sư đọc một lần cho mình đọc, rồi ông đọc lần hai, ông lặp lại hai lần ba lần nguyên câu Kinh Pháp Cú cho tất cả người nghe vậy đó, nghe là mà đọc lại. Đọc lại cái ông giảng năm ba điều của ông chuyện khoảng chừng 10 phút cao biểu Phật tử với lập đọc lại câu đó. Thành ra thường thường đó, trong 45 phút mà giảng pháp đó, thường đi ra là đa số là ta nhớ đừng câu. Bởi vì đọc tới đầu đuôi nhất là 20 tới 25 lần. Câu Kinh Pháp Cú ra đó. Thành ra nó giúp nhớ rất là nhiều. Bài pháp khác như vậy, bài pháp nào như vậy đó. Ví dụ như họ đọc từng câu Pali cho mình, đọc năm ba lần, mỗi lần chừng 5-10 phút là ngưng lại bắt đọc lại đó. Thành ra nó giúp cho mình nhớ luôn. Thành ra Phật tử của Miếng Điện nhớ Bali nhiều là vậy. Phải học sư nào cũng dạy, cũng dạy kiểu đó. Còn Thái thì nó trước khi là giảng thì ông cho đọc, rồi sau khi giảng bắt đọc mấy lần thôi, chứ không có nhiều nữa. Thái thì thuộc Kinh Điển ít hơn Miếng Điện. Cái cách giải giảng giải pháp nó khác. Thì mình đi tới đâu mình phải quan sát để khi nào mình vô để cho nó không có bị chỏi với người ta. Còn không thì mình muốn làm quen thì phải đi riêng. Ví dụ vô xin gặp vị sư đó, ngày nào rảnh chừng ngày cho con tới gặp 1-2 tiếng giờ nào đó thì lúc ông rảnh ông hẹn cho mình tới, rồi mình hỏi những cái điều đó, cái điều mà cái chùa sinh hoạt như thế nào thì mình biết mình tới để cho chắc ăn. Chứ còn mình đi cái chùa A rồi mà tới mình tới chùa B rồi vô cái mình làm giống hệt vậy là mình không giống ai hết. Chứ không phải dễ đâu, không giống ai hết đó. Mà bên Thái thì khi mà nó không có giống Miếng Điện thì người cao hạ nhất á, thiền tường á, là cho là làm đủ mọi chuyện đó. Còn ở Thái nó không cần, Thái nó sắp theo cao hạ ngồi. Ví dụ ông sư ngồi thứ ba thì chính ông sư ngồi thứ ba đó là cái ông sư đó là thỉnh pháp sư giới thiệu gì gì xong đó. Nhưng mà người dẫn kinh mới là ông sư là ngồi đầu mà thôi, chứ không phải là ông khác. Là mỗi ông có nhiệm vụ. Rồi sau khi mà nghe pháp xong rồi thì cái ông, một cái ông chúng tôi không nhớ cái ông đó, như là ông thứ tư thứ năm gì đó, là nói lời từ giả bằng Bali đàng hoàng. Rồi Chư Tăng mới đứng dậy. Nó có cách hết đó. Cái thứ đó là đối với dân thường thôi. Còn Thái mà thi được mà vô hoàng gia đó là đa số mấy ông sư sợ dữ lắm. Tại vô hoàng gia đó những cái chữ là phải nói cho đúng chữ trong hoàng gia, chứ không phải là mình muốn nói gì mình nói. Không phải nói giống như bình mình. Mình nói ông vua ngồi là không được rồi đó. Ông vua phải ngữ. Thì bên Thái nó cũng có những cái chữ vậy đó. Vô trước khi ấy là mình, trước khi mà làm lễ làm gì đó là mình làm cái lễ đối với ông vua ngồi đó trước này phải dùng cái những chữ vậy đó.
Hiện thực đó, bên Thái là mấy ông ngoại quốc giống như chúng tôi là không dám nhận, là cái gì có năng nỉ cái máy dám nhận, tại vì mỗi lần nó muốn mời mình vô đó đó là nó đưa cho khoảng chừng hai ba tờ giấy gì đó, mình lật ra toàn những cái chữ đó, phải dùng cái chữ đó, dùng chữ khác không được. Vì chị biết nó tào lao tới cái bước đó là mấy ông sư mà thấy đưa cái giấy là thôi, là nói trước là không nhận được đó, phải nhận vô đó là chết. Ngồi học theo xong đủ bá thở rồi, chứ đâu phải muốn nói sao nói. lỡ ông thấy cái mặt mình cái bộ khó chịu, ông hỏi mình nói bậy là mình chết đó, chứ không phải dễ đâu. Thành ra cái đó là phải tự tìm hiểu học hỏi lấy, chứ còn hỏi ông sư nhiều khi ông không biết, tại có những cái vụ chưa đi tới thì chẳng biết được đó. Ở đây thì dễ, đây có mấy cái chùa thôi, chùa Thái, chùa Miến Điện, chùa Miên, chùa Lào thì ráng đi tới vậy đó. Tới làm phước rồi chẳng dịp hỏi luôn, thì người ta sẽ chè giải thích cho mình, người ta thấy mình người quốc ta rất là quan hỷ đi giải thích, chứ người ta có giấu vậy đó. Còn mình có nhớ được hay không thì chuyện của mình thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú. Dạ con xin tri ân sư. Dạ con xin nhường mic lại cho Sĩ Nguyên Trang và Đạo Tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Sa thú huynh Gia Nghiệt Hà đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Bạch sư, trong khi chờ đợi bàn tay và câu hỏi thì con hồi nãy giờ sư ngày giảng đó ngài, thì con có một cái câu hỏi là như vậy. Con nghe cũng như là về Nam Tông á ngài, thì buổi chiều là mình không có được dùng chiều, sao ngọ là mình không dùng, chỉ là uống nước thôi. Nhưng mà con lại nghe nói là giống như ở bên Thái đó ngài, thì buổi chiều người ta cũng như chư tăng được ăn cheese, tại vì người ta cũng như cheese là sữa. Nhưng mà con lại nghe là có nhiều người nói là sữa buổi chiều mình không được dùng, rồi chỉ là uống nước thôi. Nếu mà như vậy thì cái nào gọi là đúng và cái nào sai ngài? Tại vì cũng là một bên, hai bên cũng là nước quốc giáo luôn. Thì nếu mà như vậy người thì nói là ồ bên đây đúng, rồi người nói là buổi chiều không được uống sữa, rồi không được nhai, rồi bên đây là như vậy. Thì nếu mà như vậy tụi con phải nghĩ như thế nào? Và con kính xin ngài có thể chỉ dạy cho tụi con được hiểu rõ hơn à. Và con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch chư tôn hiền, dạ kinh thưa chư quý vị. Thực sự là những cái đồ ăn có hại cho thần thường là chư tăng không được dùng. Buổi chiều uống sữa cũng vậy, nó có một số cái chất gì đó mình không biết, nhưng họ không có cho. Thì thường thường buổi chiều ông sư đó, ngay cái đường bình thường cũng không được dùng nữa. Nó có cái loại đường mà nó làm thành cục trắng trắng gì nọ, biết nó gọi đường thốt nốt á. Lấy từ cái trái cây thốt nốt ra. Nhưng mà cái đó thì thường sáng ông sư đi thì mình nó cúng dâng trong bịch gì đó 4-5 viên. Thì chiều buồn lỡ lỡ sốt ruột đó bụng lấy ra ngậm cũng đỡ lắm ha. Nó cho dùng rồi đó. Còn cái loại chi đó không phải là sữa. Mình nhớ cái chi nó khác ngoài sữa. Cái chi mà nó làm nó trong cái lực của mình thì cho phép. Nhưng mà theo mấy cái ông mà ông đi nghiên cứu và Ấn Độ nói cái loại mà làm ở Thái, ở Âu Châu hay Mỹ Châu thì không phải cái loại chi mà Đức Phật cho dùng. Đó. Là mình cũng biết sao là tốt nhất dùng đâu. Đó. Nó là một cái chất nó giống như chi mà nó không có mặn, mà nó ăn nó kỳ kỳ. Không biết nó làm sao thì mình không có biết. Thì được quyền dùng cái đó. Còn trái cây thì cái loại mà cái loại nó gọi là cái trái thì nhưng quên cái tờ trái đó. Nó cái trái đó là thì cho dùng, bởi vì cái trái đó là phải biết cách ăn một trái hai trái thôi chứ ăn gì qua tào tháo được. Cái đó là giống như thuốc nhân được này đó, cho dùng cái trái đó thì chia dùng được, mà không cần phải dâng, nếu mình có sẵn mình dùng. Còn mấy cái gác thì nước trái cây thì nó có 8 loại,
thì cho dùng, nhưng mà làm theo cái cách hồi xưa, chứ cái cách thì sau này mấy cái trường thiền họ không có làm. Họ nói làm đó nó không có đúng, tức là bỏ vô máy sinh tố là không có đúng. Mà họ chắc là họ làm cho nát, họ bỏ vô nước họ trụng, cái họ lật ra chung xào nước ổi, nước sòi gì, uống không ra gì. Chúng phải bỏ vô xài cái để uống đặc đặc cho phải. Nhiều cái chuyện nó rất là khó khăn. Ở Ấn Độ biết nó có dùng không mình không biết, nhưng mà rất là khó khăn. Thôi biết thì là làm tây dân thì ráng uống cũng được, nhưng mà đừng có nên làm thì xấu hơn. Đó. Những cái mình đã được cho phép thì dùng, chứ không được cho phép thì không có dùng. Thành ra bên Thái thường là mấy cái thứ mà cái chi hợp đồng mà làm ở Mỹ qua thì thường họ nói dùng không được, nhưng mà tôi thấy cái thứ thiệt sử dụng cũng không xong đó. Không sửa gì cũng nào không cho dùng, tại cái cách chế tạo ra, cái cách chế sửa biết có gì không mình không có biết, nhưng họ không có cho dùng. Chứ ngoại trừ thường thường nó bệnh, nhưng mà thường thường bệnh cũng không ai đó. Thường đó cái chữ bệnh mà mình nói uống nước cơm cái đó không phải. Và trong Bali cái chữ là nước ngâm gạo, tức là mình lấy gạo mình ngâm nước uống để uống, chứ không phải là nước cơm. Mình cứ nói nước cơm thì trong Bali thì không phải. Nó có những cái mình cũng hiểu từ xưa, những cái danh từ nó là cái gì bây giờ mình không hiểu, mà người ta chỉ dịch theo ngôn từ thôi. Nhưng mà thường ông Thái Vấn Điện họ cũng không dám dùng nhiều, tại vì họ nói dùng biết nó đúng hay không gì không có nói ha. Nhưng mà trong kinh có thì mình không cho biết thôi, chứ còn làm như thế nào cho đúng thì thật sự giờ cũng ít có người biết. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, cho sa thú ngài chỉ dạy ạ. Dạ, tại vì con thấy cũng nhiều khi con nghe đó ngài, cái con mình không con cái thứ nhất là con nghĩ là cũng hiểu không tới, rồi cái mình cũng bị confused, là cũng như là mình không biết cái nào đúng cái nào sai, rồi cũng như là nói là chiều là mình không có dùng những cái nước gì mà có chất protein, rồi con nghĩ là hồi xưa có phân biệt chất protein hay là này nọ chưa, rồi nói là ví dụ như giống như làm những cái bột cốc đó ngài, ví dụ như là bột đậu đồ này nọ, thì con nhiều khi con cũng không biết là như thế nào nữa. Ví dụ như mình không thì có một lần á, là cũng như có nhiều có vị nói là mình đi qua bên thí dụ quên Miết Điện đi, đó là trường thiền, đúng những cái trường thiền thì người ta phải cũng như là như vậy vô những cái, còn thí dụ như ở đây thí dụ những cái như mà chùa cái thứ nhất là không có đầy đủ tiện nghi về chỗ ăn, về cái chỗ ngủ, chỗ ở, rồi những vật thực, rồi những cái người mà người ta đi vào thì cũng như là chỉ là những người mà sơ cơ, người ta vô, người ta ngồi, người ta tập, thì giống như là mình không có gắt gao. Thí dụ như bây giờ nếu mà mình giữ tám giới, rồi chiều mình không, cũng như là uống sữa, như là sữa almond milk hay là soy milk gì đó ngày, thì nhiều khi người ta chịu không nổi rồi một hai ngày cái người ta đi về hết, thì cũng như thà là mình cũng như mình cũng để vậy, rồi người ta uống cái gì được thì người ta muốn dùng thì người ta dùng, thì như vậy có được không ngài? Hay là tại vì bây giờ như ngài nói, như khi mà con nghe cái vụ mà cheese, rồi cũng như là cái cheese được ăn bên được cũng như ăn rồi không ăn, rồi ngay cả con cũng nghe là những cái trái cây mà xay trái cây, như chiều ở đây mình cho xay trái cây uống nước đi, rồi con nghe nói là những cái trái cây không có được xay uống nước nữa ngài, rồi con quên rồi, có thể là trái dừa hay là trái bơ hay là cái trái có hộp cái lủng lỗ hay sao nữa ngài, thì nó rất là nhiều cái chị mình chỉ nghe vậy thôi ngài, nhưng mà cũng không biết là như ngài nói đó, cũng không biết cái nào là thật là chính xác đó ngài. Thì như tụi con á, thí dụ bây giờ mình giữ cái tám giới thì mình giữ nó như thế nào ngài? Thí dụ nhiều khi con nghĩ là mình giữ là cái tâm, thí dụ như bây giờ có nhiều khi là về sức khỏe đi, đến ngày giữ tám giới thì mình cũng thật sự là mình cũng như ngài nói là mình giữ tám giới hay đúng luật là mình phải đi lên chùa rồi xin với chư tăng hay là ở lại chùa, thì ở bên đây tụi con không có cái phương cũng như là
cái đó không có phương tiện mà phải ở lại chùa. Rồi nhiều khi chùa ở đây có một vị sư ngài, tụi con là người nữ thì làm sao mà đâu có tiện cái đó. Tụi con cũng như là mình có thể xin giới, rồi kinh ở ghi bây giờ có tiện là Zoom này nọ, mình xin giới rồi xong rồi mình tự mình hành thôi. Thí dụ như buổi chiều thì nhiều khi sức khỏe tụi con không có, hay là mình có thể mình uống như là bột đậu hay này nọ, nhưng mình biết để mình duy trì cái sức khỏe của mình, với mình có thể mình tập giống như mình tập giữ giới với ngài, thì như vậy có được không, như vậy có được không ngài? Dạ con kính xin ngài có thể chỉ dạy cho tụi con, để tụi con cũng như mình làm những cái mình cố gắng mình làm cái gì cho nó cũng nó có ok không vậy ngài? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài chỉ dạy tụi chúng con ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, mình giữ tám giới mà không có được hoàn hảo, mình giữ năm giới cho nó hoàn hảo đi. Khi nào có dịp mình vô đi chùa trong ngày đó thì mình nên giữ tám giới, còn nếu mà không có mình giữ tám giới mình về nhà thì nó cũng đâu thành tám giới đâu. Giữ tay năm giới trong sạch phước báo vô lượng chứ làm sao tránh khỏi. Mà thật sự ra đối với người Việt Nam nói mà năm giới mà chưa chắc quý vị biết hết cho các chi mà để giữ trong sạch của năm giới nữa ở đó, mà đi lo tám giới mười giới làm chi, phải không? Mình lựa cái nào giàu nó ít đi nữa, nhưng mà mình giữ được trong sạch phước báo nó vẫn nhiều hơn là mình lừa giữ cho nhiều mà nó không trong sạch. Mình nhớ vậy mà. Trong kinh điển thường đó là nước trái cây họ chỉ cho có 8 loại mà thôi chứ không có cho nhiều. Thế nên mình ngoài những cái đó mình là thường là không có, không làm được rồi. Để nhớ có 8 loại đó, nhất là nước xoài, trái xoài, nước làm thành nước uống. Cái thứ hai nữa là cái chuối. Chuối thì có hai loại, loại có hột và loại không có hột, thì ép thành nước uống được hết. Cái thứ ba là nho, nước trái nho. Cái nữa là nước của rễ sen. Rễ sen nó đem lên cái mình xay thành nước. Thứ hai cái loại nữa là trái lính chì, tức là trái, cái trái mình nó gọi là gì đó, trái cái trái đỏ đỏ mà nó giống như cái loại blueberry lớn thấy nó bán hoài đó là cái gì đó. Nó có 7-8 loại vậy thôi chứ đâu có nhiều đâu. Trái vải đó nó có 7-8 loại vậy thôi, đâu có nhiều. Giờ thời Đức Phật mà làm gì có hơn mấy cái này đâu mà ấy, sau này còn chế thêm này thêm nọ giống đó. Đó, có lẽ là bên Ấn Độ thời đó nó chưa có những cái như blueberry hay là gì ông sùm đó, nó không có, ngài chỉ cho 8 loại đó mà thôi đó. Thành ra thời hồi chúng tôi ở Thái, ở Miến Điện thường đó, Miến Điện thì nó cho uống nước trái xoài nhiều, bên đó xoài nhiều lắm, nhiều. Còn bên Thái thì nó đem cái chuối nó làm cho nó uống đó. Chứ đâu có được nhiều đâu. Đó. Thì bây giờ mình không có cái rõ ràng thì mình chỉ dùng những cái loại trái đó mà thôi. Chứ còn bây giờ mình nghĩ ra trái khác là phải làm sao để uống được thì chi cho mệt. Bởi vì khi mình làm đây là luật này là Đức Phật chế ra từ cái thời ở Ấn Độ thời xa xưa lắm rồi. Sau này nó có nhiều cái loại thứ khác mình nghĩ là nếu mà được Đức Phật cho phép rồi uống chắc bổ hơn mấy cái loại bên Ấn Độ xưa nữa. Nhưng mà sau này trong kinh điển không có, anh nhớ chuyện đó. Mà khi mà trong kinh điển không có rồi đó, mình chân mình làm nó không có tốt. Giống như là bây giờ đó, mình không có điều kiện để giữ tám giới thì giữ năm giới đi. Giữ năm giới lúc nào cũng giữ được, nó trong sạch, phước báo vẫn vô lượng như thường. Quý vị nên nhớ, nếu mà mình giữ năm giới rồi nó vẫn có thể đắc đạo quả được như thường, chứ là mình đừng có nghĩ là không được. Quý vị như thấy ông Cốc Cô Độc hay là bà Quý Sa Khả đó, giữ năm giới thôi chứ nhiêu. Giữ năm giới mà trong sạch vẫn quý hơn giữ tám giới như thường. Mình đừng nghĩ rằng giữ tám giới cho hoài không có nên. Giữ cho được trong sạch mới là hoài, chứ còn giữ không được trong sạch nó hoài vậy đó.
Mình tập cái nào mà mình có thể giữ được trong sạch thì nên tập. Ví dụ mình muốn giữ tam giới đây, mình thử điều kiện của mình có thể làm được hay không, thì lựa những cơ hội nào mình tới chùa được thì mình đi giữ. Bởi vì thường giữ tam giới theo mấy cái nước như Thái, Miến Điện là phải ở chùa chứ. Tại vì mình về mình biết giới nào nó ngay. Ví dụ như giờ mình giữ xong, mình vừa về tới nhà mở tivi hay là nó mở ra vô có giọng ca cô mà mình thích từ bao nhiêu năm nay rồi, cái tâm mình nó hoan hỷ là thấy tiêu rồi gì nữa, phải không? Thôi ở trong đó là vậy đó. Chứ là không quay dễ đâu. Thành ra cái nào mình làm được thì nên làm, đừng có mong cầu cái mình làm không được, nó rất là nguy hiểm đó. Thành ra giống như là chúng ta nói này, quý vị hơi buồn chứ, những cái căn bản nhất của Phật pháp thì mình không chịu học. Mình gặp mấy thầy ông sư, mình cứ xin học những cái là cao siêu, không biết để làm gì. Học duyên hệ, học duyên khởi, học thanh tịnh đạo, trong khi những cái thấp hơn tại sao mình không học? Mình học mình vẫn xài được chứ làm sao xài không được. Quý vị nên nhớ những cái vị vào thời Đức Phật, tôi nghe xong tôi thấy rất đạo quả, tức là gì đó là ba mặt ghi gốm lắm. Giống hạn như ngày Giá Xạ đó, Đức Phật dạy cho cái gì? Nú bột thí ca thả, tức là bố thí trì giới, quả của bố thí trì giới, sự an vui của các cung trời khi được mình được hưởng như đó. Nhưng mà cái cao hơn là nét khẩm á, chứ ngài đâu có dạy cao siêu gì đâu. Còn bây giờ mình hở ra là duyên hệ duyên khởi mới hoài chi vậy? Học không hiểu rồi hoài gì, hoài chảo hoài gì chứ hoài gì, thấy không? Học những cái căn bản trước để đều cho cơ thể mình nó có những cái mà mình thỏa thích, trong những cái đó mình từ từ đi lên, chứ đừng bao giờ trèo cao thì té nặng, chứ không có đường nào tránh khỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú, dạ con kính tri ân ngài, dạ đã giảng giải câu hỏi của con để chúng con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Xích Hà. Dạ sau khi đọc câu hỏi của Xích Hà, con xin rời room ạ. Dạ sau đó con mời đạo tràng làm MC giùm con, tại vì con có công việc. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. Con nghe dạy vị thánh thì sự giới tự giới không bị phạm, dù rằng ở vị thánh thấp nhất, ngài dạy cho con rõ hơn, kính tri ân ngài. Kính cảm ơn Sister Hà đã đặt câu hỏi. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. Dạ con xin dâng mic lại cho ngài, con xin rời room ạ. Nam mô Bổn Sư Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, giới tự động là ngũ giới kìa, bậc thánh bậc tu đầu quần này kia đó thì ngũ giới là không bao giờ mà sẽ bị dính hết á. Bởi vì khi mà con diệt được hai cái tam bậc sơ quả đó, diệt được hai cái pháp, tức là tà kiến với si, tà kiến với không phải si, tà kiến với vì chỉ cái trả, tức là tự nhiên là quên tiếng Việt. Thì hai cái tâm đó thì nó thường mình bị gì, thường là do cái tà kiến nó quậy nhiều, thành ra mình mới giữ giới nó trong sạch. Vậy cái hoài nghi, cái thứ hai nó hoài nghi, bởi vì cái hoài nghi nó cũng kích thích cho làm cho mình không biết giữ giới này nó có lợi ích gì mà giữ rồi này kia không, rồi này kia nó làm cho cái tâm mình không có giữ được. Thành ra bậc thánh thấp nhất là diệt được hai cái pháp là tà kiến với hoài nghi, thành ra cái giới họ không có bị động vô được, ngũ giới đó, chứ không phải mấy giới khác còn lại không có động vô được. Chứ đừng có tưởng đâu là nhiều giới cũng giữ được, ngoài chỉ ngũ giới thôi, nhiều giới là bởi ấy. Thành ra những vị thánh hồi xưa là tại sao lâu lâu ông đi chùa thọ ta bát giới là vậy đó, do họ đã giữ, chứ họ không thọ ngũ giới. Thành ngũ giới họ là giống như là cái tài sản mà có sẵn,
Thành là họ không giữ, không phải giữ giống như mình, họ cũng giữ nhưng mà họ có niệm để họ biết rằng không nên đụng vô cái đó, đụng vào đó phạm giới này thì họ biết, nhưng mà không biết. Còn mình thì không có khả năng để biết, nói chừng mình phạm rồi người ta nói mình mới biết không chừng, người ta không nói cho khi mình còn tưởng mình trong sạch. Thành ra mình mới phạm hồi hoài. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, thưa sư, con nãy giờ nghe sư giảng về giới bán quan trai. Thưa sư, con thì thực hành, tại vì trước đây con đầu tiên thấy con chưa biết Phật pháp, con ăn chay trường thời gian dài, vậy sau cái con nghe về bác quan trai á, con hoan hỷ. Khi con ăn chay trường thì gia đình con cũng không có vui, chồng con của con cũng không có vui. Thành ra khi mà con biết về bác quan trai á, thì con mới với gia đình nếu như mà cho con thọ bác quan trai thì con trở lại con ăn mặn, con không có ăn chay, thì gia đình đồng ý là những cái điều kiện như vậy đó. Thì gia đình đồng ý, chồng con cũng hỗ trợ cho con thực hành. Nhưng mà theo như sư nói thì con cũng không có được trong sạch, là tại vì con giới thọ giới, con tự nguyện giới ở nhà trước bằng Phật. Thì cái giới phi thời thì theo như sư nói thì buổi chiều con không có ăn, nhưng mà con có uống những cái thức nước uống mà con cũng không biết là những nước uống đó có phạm hay không nữa. Vậy thưa sư, như là con không có nguyện là đó là tám giới hay là bác quan trai gì hết. Bây giờ từ đây con sẽ giữ được tất cả những cái giới nào con có thể thực hành được thì con thực hành. Năm giới cũng được, 16 giới cũng được, 7 giới cũng được, 8 giới cũng được, đúng không thưa sư? Thì con nghĩ là mình giữ được cái giới nào thì hay giới nấy, để sau này mình có hữu duyên được xuất gia hay gì đó thì mình nó dễ dàng cho mình thực hành hơn đó thưa sư. Cái này là cái ý của con. Dạ, thì con chỉ cần hỏi thêm chuyện việc này đó thưa sư. Đây con học quy diệu pháp á, thì ở cái tâm bất thiện á, con ngẫm đi ngẫm lại hoài cái chỗ có tâm bất thiện, thì cái này là cái hàng ngày mình phải đụng chạm
cái tâm bất thiện này là thường trực luôn. Hình như là nó, con thấy là hình như là nó có luôn luôn, nó có hiện diện á thưa sư. Thì con muốn hỏi sư là tại vì con suy nghĩ, con cứ ngẫm nghĩ là những cái tâm bất thiện của mình nó như là tâm tham á thưa sư. Ví dụ như là một cái món đồ gì đó, một cái vật gì đó mà cái đó vừa ý mình thích. Cái đó với những cái mà cái tâm tham người ta là người ta, ví dụ như người ta lấy đại, người ta lấy thải xài đại, người ta không có hỏi gì hết. Thì là tâm nó cũng tâm tham bất thiện, nhưng mà như con thích cái món đó về là con phải tìm kiếm tiền đi mua cho bằng được cái món đó, thì đó cũng là cái tâm bất thiện nữa thưa sư. Thì cái tâm bất thiện, hai cái tâm bất thiện này nó chứ nó cũng là tâm tham, nhưng mà cái quả của nó cái hậu quả của nó thưa sư, cái hậu quả của nó là cái tâm sao nó có nghiêm trọng không thưa sư? Dạ con kính dân mít cho sư Vinh sư, xin sư giảng dạy cho con ở chỗ này ạ. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Ngày Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó, mình giữ tối thiểu phải năm giới và giữ cho trong sạch chứ mình nó vẫn giỡn được. Bởi vì ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt, nên nhớ chuyện đó. Quý vị nên nhớ người làm phước nhiều giống như bà hoàng hậu của vua bà sẽ nó đi cô xá lá đó. Bà chỉ nói dối cho ông chồng có một lần thôi, nhưng mà với những cái phước mà bà làm nó rất là vĩ đại. Phước bà làm trong đời bà rất là vĩ đại. Nhưng mà khi tắt thở vẫn đi địa ngục như thường vì cái thực sự nói dối đó. Ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt. Quý vị đừng có hiểu là phải năm giới mà không giữ mới đi địa ngục phải. Một trong năm giới đó mà nó mình tạo phạm vẫn có khả năng đi địa ngục như thường. Thành ra cái gì chứ, tám giới mình không giữ không sao, nhưng mà ngũ giới là phải giữ. Giữ cho trong sạch. Để cho mình không có cái sự nguy hiểm là vô đạo của ông Diêm Vương. Nên nhớ vậy đó. Chứ đừng có nghĩ là mình giữ được cái nào giữ là không có nên. Nghĩa là ba giới sau của tám giới, bốn giới sau của cái bát quan, tức là tám giới. Mình giữ hay không giữ nó không có hại. Nhưng mà ngũ giới đó, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối rùa các chế sai rất là nguy hiểm. Nó không phải là chuyện giỡn được. Mình gắng cố gắng giữ năm giới đâu đó đi rồi sau mình những cái giới khác của bát quan đó thì mình có muốn thêm thì cũng được. Ví dụ như là mình nguyện trong ngày này, trong đêm nay mình không có nghe nhạc. Mình thử thì coi đo lường cái tâm mình như thế nào. Còn cái chuyện mà mình nói mình nghĩa là 12 tâm bất thiện chắc chắn nó phải nó thân với mình ghê lắm. Nó ở với mình liên tục. Mà chúng tôi đã thí dụ nhiều lần rồi chứ không phải là không thí dụ. Nó rất có năng lực. Quý vị đi đâu đó, đi làm việc nào gì đó mà đi ngang chợ thấy người ta chửi lộn, quý vị giận thỏ thì đứng nghe. Chứ đừng nói là ôi nó chửi gì tào lao á, mà tào lao mà đứng nghe một cách say mê làm gì. Hồi của gì ở Mỹ ngày đó ông sư nhờ tới chùa để làm gì đó, tại có lễ. Ví dụ trên đường đi chùa mà đi ngang những cái tiệm như Target hay là Walmart mà nó để nó sale 70-75%, quý vị dẫn vô để coi trước khi tới chùa. Là tại sao? Tại vì 12 cái tâm đó nó tới nó dụ quý vị vẫn mắc bẫy nên như thường. Thành ra mình phải đề phòng, đừng có để cho nó phát sanh. Thường thường đó mình nó phát sanh là tại sao mình nên không nên để nó phát sanh? Tại vì nó phát sanh một lần, lần thứ hai nó có năng lực. Mà hai lần mà mình không có kèm nó được, lần thứ ba nó lại có năng lực thêm. Mà cho tới cái lúc nào đó là nó làm chủ mình. À,
thành ra những cái đó là trong đời sống hàng ngày phải cẩn thận. Bởi vì không cẩn thận là nó lôi mình. Mình có 8 người bạn tốt thôi, nhưng mà 8 người bạn tốt là chỉ có 4 người là nó thân mình, còn 4 người kia nó không thân. 8 người bạn tốt là gì? Tức là 8 tâm đại thiện mà 4 tâm hợp trí là nó không có thân với mình đâu. Tại mình là thứ dỗm. 4 tâm ly trí thì nó ai đi? Thân với mình, nhưng mà nó thân với mình thì nó không đủ năng lực để đuổi 12 cái anh bạn xấu mà nó theo nó ê ải với mình hoài. Thành ra là mình ráng cố gắng mình học, mình hiểu một số vấn đề để mình có thể kiểm soát được sự suy nghĩ của mình. Nghĩa là khi cái tâm bất thiện nó phát sinh á, mình kiểm soát bằng cách mình thay đổi đối tượng. Thì khi mình thay đổi đối tượng, tức là nó không còn phát sinh, thì còn sinh thì lần lần nó sẽ mất năng lực. Chứ nếu mà mình không có khả năng để thay đổi đối tượng thì nó dẫn theo mình hoài. Mà nó theo là mình là người lỗ vốn chứ không ai lỗ hết. Nó không có lỗ. Mình nhớ là đang cố gắng tập để khi một cái tâm lộ giáo pháp rồi phải thay đổi đối tượng đó liền. Mà muốn những cái đối tượng mà dễ là thì ăn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng mình học cho thuộc. Thuộc đây làm gì? Để khi nào đụng cái chuyện vậy đó là mình cái A Đắng sấm sấm bước tô với qua bước thăng về đâu rồi, thì tự nhiên là cái ác pháp nó không nó bị loại ra. Chứ còn mà nó phát sinh mà mình không biết cách đổi đối tượng thì nó sẽ làm chủ mình, chứ không có đường nào tránh khỏi cả. Mình nhớ chữ Nam Mô này vậy.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ sư Lữ Tông, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa ngài, con thường nghe là mình nên cung kính bậc án cung kính, nhưng mà sau khi mà mình khi mà mình như vậy đó thưa ngài, thì khi mà mình thấy một cái vị sư đó, mà người ta không có giữ giới nó nghiêm ngặt đó thưa sư, rồi mình thấy như vậy, cái tâm mình cũng không có được tôn trọng, hoặc là không, mình không có được giống như là rất là cung kính vậy đó, thì như vậy có đúng không sư, hay là mình phải làm sao nếu mà trong cái trường hợp này thưa sư? Dạ con dâng mắt cho sư chỉ dạy vậy. Nam mô Bụt Tha Gia Kinh Bạch Chư Tổ Hoàng Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Người trong thế giới này có tám chuyện mà mình phải kính trọng. Thứ nhất Phật, thứ hai Pháp, thứ ba Tăng, thứ tư cha mẹ, và thứ năm là thầy tổ. Bây giờ mình hỏi mình thấy ông sư có hành động là không có đúng, mình không có kính trọng, tại vì mình chưa hiểu chứ Tăng là gì. Quý vị học trong ân đức của Tăng, Tăng có bốn đôi tám gì đó. Nghĩa là Tăng ở đây là chỉ với Bậc Thánh. Khi mình nghĩ, mình thấy cái ông sư nào đó có thể là theo mình thấy là giới hạnh không đúng sạch, mình đừng có nghĩ tới ổng. Mình nghĩ tới ông Bậc Thánh mà mình đã học trong kinh điển, ví dụ như ngài Đắc Tu Đà Vân, là ngày nào mình ráng ráng kia mình đọc sách mình nhớ ngày ấy thì mình nghĩ tới gì đó, hoặc là mình nghĩ tới ngài Sở Di Bồ Tát, ngài Mốc Kanh La Ná đó. Nghĩa là mình nên hiểu á, chữ Tăng ở đây đó là chỉ về Bậc Thánh. Một người cũng là Tăng chứ không phải là đợi 4-5 người hay 20 người mới là Tăng. Nếu mà có cơ hội thì nên lật những cái sách mà liên quan tới Tăng chúng đó, mình đọc để mình hiểu em. Tăng có bốn đội tám gì là như thế nào, thì mỗi cái gì đó mình ấy, từ khi nào mình cần thiết để mình thay đổi đối tượng, thì mình thấy có cái vị vô chùa, mình thấy có vị sư nào ấy, thì mình nghĩ tới cái vị thánh tăng đó, thì cái tâm mình nó sẽ an lạc chứ có ở đâu. Chứ còn mình nghĩ tới cái ông sư đó rồi mình nói ôi ông sư này là tăng mà sao vậy, ông đó không phải là tăng, ở dụng đó là phàm thì không phải là tăng. Tăng ở đây chỉ cho Bậc Thánh, mình nhớ chuyện quý vị đọc Đức Tam Bảo quý vị ông hiểu tăng là gì rồi thôi, chứ làm sao quý vị có thể điều khiển được suy nghĩ của mình. Đa số bây giờ chứ chúng tôi này kêu xong là phàm tăng hết đó. Thấy ông làm bậy là biết ông làm bậy rồi, đừng có để ý tới ông. Nhưng mà để tới chư thánh tăng là đệ tử Đức Phật đó, từ 48 vị đó mới là tăng tứ thiệt. Mình nghĩ tới tứ thiệt chứ đừng có nghĩ tới những cái thứ dỗn đó, rồi cái tâm mình nó xáo ngọt, nó phiền não vô này kia tầm cho ra làm cái này. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con xin tri ân sư. Giống như sư nói vậy sư, thì cái ví dụ như mình gặp một cái vị sư mà như vậy, mình thấy là người ta giữ giới không có khắt khe đó thưa sư, thì ví dụ như mình như sư dạy là mình phải nghĩ tới những cái vị như là ngài Xá Lợi Phất hay là ngài Mục Kiền Liên đó sư. Thì khi mà mình gặp một người, một vị chư tăng như vậy đó, thì mình có nên là mình cung kính, mình quỳ lại, nhưng mà mình nghĩ tới những cái vị thánh tăng không sư? Cái này con hơi bị
confused, tại vì cũng có người người ta nói đó sư, là mình gặp cái áo chư tăng, ví dụ mình gặp cái người đó nhưng mà mình không có, mình không nghĩ tới người đó, nhưng mà mình gặp cái áo của chư tăng thì mình nghĩ tới Đức Phật hay gì đó, mình lại là tại vì mình lại cái chiếc áo như vậy đó sư. Con thấy nó cũng con không có hiểu rõ lắm. Dạ con dâng mít cho sư để sư dạy cho chúng con ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mình đảnh lễ không phải đảnh lễ chiếc áo, hay là mình đảnh lễ ông sư đó. Nhớ chuyện đó, giống như chúng tôi nói rồi, mình vô chùa mình thấy trong chánh điện có tượng Phật đẹp, các mình đảnh lễ, đó là mình đảnh lễ ân đức của cái vị đó, tượng trưng cho cái chín ân đức của Phật, chứ không phải là mình đảnh lễ cái tượng đá đó. Này, nhớ chuyện đó quý vị, lại mà quý vị cái đầu óc quý vị cứ nghĩ tới cái tượng đá đó, cái phước, nó đâu có phước báo gì đâu, nhưng mà ít nhất trong đầu mình nó phải có một cái ân đức, trong chính ân đức của Đức Phật mà cái tượng đó là tượng trưng cho cái vị có chính đức đó, chứ mình không có đánh lễ cái tượng thì tiêu tăng vậy chứ. Do mình đánh lễ ông sư đó, nhưng mà mình đánh lễ, nếu mình nghĩ tới ông đó là sư A sư B, tức là mình đánh lễ cá nhân rồi, cá nhân ông sư đó, chứ không phải là mình để tăng đánh lễ tăng đó, là giàu rồi mình thấy cái hình bóng nào đó mình đánh lễ, nhưng mình đánh lễ với cái một trong chín căn đức của cái vị tăng đó. Cái gì đọc chín cái đó rồi su bà tị bà nô rồi chú bà tị bà nô rồi đó, đó là những cái đó, là nếu mà mình học thuộc để hiểu rõ ràng thì mình đánh lễ những cái đó, chứ mình không đánh lễ những căn đức đó, chứ mình không đánh lễ cá nhân vị mặc cái y đó. Nhớ chuyện đó, trừ phi mình biết cái vị đó là bậc thánh thứ thiệt thì mình đánh lễ, mình có thể mình nghĩ tới cái những cái ân đức mà của cái vị đó có thì được. Nhưng mà bây giờ đó mình không biết, mình thấy cái vị đó mình có hành động đó, mình biết không phải là vị thánh, thì mình đánh lễ cái ân đức của cái vị thánh đó, cái vị thánh mà có mặc chiếc y như vậy, chứ không phải là mình đánh lễ ông đó. Nên nhớ vậy đó, khi mình đánh lễ ông đó là đâu có chuyện nhiều đâu, bởi vì ông là người phàm. Nhưng mà nếu ông giới hạnh, ông đàng hoàng, trang nghiêm này kia xong, thì ít nhất mình đảnh lễ cái giới hạnh trang nghiêm của ổng. Chứ mình đảnh lễ ổng là mình chết. Không? Đó, ngay cái ổng là bậc thánh đi nữa thì mình cũng đảnh lễ cái ân đức của bậc gọi là tăng đó. Chứ mình không có đảnh lễ ổng. Bởi vì đảnh lễ ổng, mình để là lễ cá nhân đó, rồi sau này mình phát giác rồi có chuyện gì. Nhiều lúc đó mình không thấy ổng rất là tốt, ngon lành, nhưng mà sau này mình nghe đồn ổng đó có gì là cái tâm mình nó bị xáo mòn liền, nó bị phiền não vô chiếm giữ liền, chứ làm sao tránh khỏi được đó. Thành ra phải học chín ân đức Phật, sáu ân đức Pháp và chín ân đức tăng cho nó rõ ràng. Khi mình đảnh lễ, mình dùng cái ân đức đó đó để mình đảnh lễ thì nó mới không làm cho mình bị phiền não, bị nghĩa là chuyện này chuyện nọ vậy sao. Chứ còn nếu không, sau này mình nghĩ lấy rồi mình cứ hối hận hoài, phiền não nó chung vô, nó quậy thêm, không có lễ gì cả. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con đã hiểu rồi, con thấy hoan hỷ quá, con hiểu rõ. Con xin tri ân sư. Dạ con xin kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bồ Tát. Dạ bây giờ còn khoảng 10 phút nữa, vậy nào xung phong lên hỏi câu cuối cùng đi, để đợi phí thì giờ không lẽ vô đây mà để chúng tôi canh cho quý vị ngủ thì phiền quá. Nam mô Bồ Tát. Dạ Nam mô Bồ Tát. Dạ Nam mô Tham Ma. Dạ Nam mô Sang Kha. Dạ Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Địa Tông,
cùng chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin hỏi Ngài một câu tiếp theo, câu hỏi của chiếc lá mùa xuân. Đó là như vậy, từ đây về sau, con bất cứ gặp một vị sư nào mặc chiếc áo cà sa, như là các vị tăng, như là chiếc áo như các vị tỳ kheo từ trước tới giờ, thì dầu vị đó như thế nào, hay mình có biết là vị đó không có giữ giới được nghiêm nhặt, hay là vị đó có cái những cái hành động gì mà không đúng hay gì đó, thì cứ bỏ qua và không nghĩ ngợi gì hết mà cứ đảnh lễ là được. Như vậy phải không thưa Ngài? Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư vị, không phải như vậy. Quý vị phải đảnh lễ dựa vào cái chiếc cái màu y gì đó, mà dựa vào tăng tướng vị đó để suy nghĩ tới một trong chín cái ân đức của vị tăng. Nhưng mình không suy nghĩ gì hết đâu có được. Nó lại trở lại cái chuyện chứ ông nội này, hôm qua mình thấy ông tào lao sao, thấy không? Phải có cái ân đức đó mình nên nhớ, là nhớ là phải học làm sao cho thuộc và hiểu nghĩa của chín ân đức Phật, sáu ân đức Pháp và chín ân đức Tăng. Nếu mình vô đó mà mình đảnh lễ Đức Phật thì cái đầu mình tối thiểu phải có một trong chín ân đức của Đức Phật. Mà bây giờ mình đã để Phật xong, mình đã lễ, mình nghĩ tới giáo pháp thì nó phải có sáu cái ân đức của giáo pháp. Đó. Nếu tại đó mình đã để tăng thì cái tâm mình cũng phải có một trong chín cái ân đức của tăng. Nhưng khi mình đi ra ngoài rồi mình thấy ông sư mặc y áo tăng tướng vậy đó, mình muốn mời ông sư ra ngồi rồi mình đảnh lễ, thì trong đầu mình cũng phải có cái một trong chín ân đức của vị tăng, chứ không nên có cái hình ảnh của quý vị đó hay là việc làm của vị đó. Bởi nếu cái tâm mình nó có hình ảnh việc làm vị đó, lỡ việc làm xấu của vị đó hiện ra là mình chết, phải không? Nghĩa là phải học rõ ràng chín cái ân đức của tăng để mình dùng một trong chín ân đức đó mình quán xét trong lúc mình đảnh lễ, thì nó mới giúp cho mình sự đảnh lễ Phật pháp tăng nó là thiện pháp. Thường thường nếu mình đảnh lễ ân đức Phật đức pháp thì có thể nó không có những ân đức đó nha, trong đầu mình, nhưng mà nhất là cái tâm mình nó không bị tuột. Còn nếu mình đảnh lễ ông sư mà mình không có một trong chín ân đức của ông sư đó thì cái tâm mình nó sẽ tuột. Nó tuột tại vì hình ảnh của ông đó cách đây mấy ngày ông có hành động đó, hay là bữa trước mình vô mình xin đảnh lễ ông không chịu, tại vì ông đang tiếp cái người mà giàu có nhất dùng rồi này kiếm dùng đó, phải không? Với cái tâm mình nó dễ kiếm chuyện đấy. Một trong 12 cái anh bạn bất thiện mình nó dễ kiếm chuyện để cho mình thụt lùi, không có gì đó. Bởi vì thụt lùi anh mới có bạn, 12 cái anh đó anh mới có bạn được. Chứ còn mình mà tiến lên thì anh đâu có, 12 anh đó đâu còn cơ hội để kiếm mình nữa, thấy không? Thế nên mình nên nhớ chuyện đó, phải có những cái ân đức như vậy để nó mới giúp mình được. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ sư Liễu Thông. Dạ thưa Ngài, nếu mà nói như vậy, nếu mà như vậy đó thưa Ngài, vậy mình nếu mà mình không đảnh lễ luôn thì nó thì có sao không thưa Ngài? Dạ con xin dâng mít cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kinh bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư vị, mình không đánh lễ cũng được, nhưng mà cái cơ hội mình làm phước nó không có. Mình dựa vào cái tăng tư cái hình ảnh đó để mình tạo cho cái tâm mình nó là thiện pháp. Mà cái tâm mình muốn có thiện pháp thì nhất một trong những cái ân đức của chính ân đức của tăng nó xuất hiện trong cái não của mình thì mình mới có thiện pháp được chứ. Chứ còn không đó mình thấy ông đó là mình đâu cần đến lễ đâu, là cái chuyện xấu của ông nó hiện ra rồi. Thành ra mình phải dựa vào cái đó, dầu rằng đánh lễ không đánh lễ, nhưng mà mình thấy cái ông đó là mình biết thứ dỗm rồi, là cái tâm mình nó làm sao, thì mình phải dựa vào một cái trong chính ân đức của tăng để cho cái tâm mình nó là thiện pháp. Dầu rằng mình không có đánh lễ, không có làm gì ông đó, không có chào hỏi gì cũng được, không sao.
Nhưng mà cái sự mà im lặng của mình không chào hỏi, không đánh lễ đó, là lúc đó là thiện pháp nó nhào vô liền, là không, chuyện không thể xảy ra. Mà cái thằng cha nhào vô là một trong 12 cái thằng bạn ác của mình đó, nó nhào vô. Giờ vô nghĩ ngày hôm qua mình gặp nhà hành động vậy 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 đó. Thành ra lúc đó tại sao mà mình để cho cái thiện ác pháp nó vô làm chi? Thì mình phải học hiểu rồi cái mình đem một trong những cái ân đức ra mình quán xét chứ, mình dùng cái niệm của mình để quán xét những cái đó. Thì lúc đó cái tâm mình nó mới là thiện pháp được chứ. Cái những cái phương tiện đó là mình phải biết cách để mình làm cho nó có năng lực. Chứ còn mình không biết cách là bảo đảm với quý vị là trước sau gì cái tâm mình nó cũng là ác pháp chứ không thể nào tránh khỏi đó. Ngay cái chuyện bình thường nè, hằng ngày đó quý vị nó uống cà phê không, cái tâm quý vị là ác pháp hay thiện pháp? Cà phê không ngon cái tâm vẫn là ác pháp. Cà phê ngon là cái tính cái chuyện bữa nào tới tiệm này nó mua này, phải mua thêm một ghế nữa cũng là ác pháp chứ làm sao gì. Thành mình đánh lễ không nên lễ chuyện đó, trong quân trong sao cái trong đó, trong cái tâm mình nó vẫn phải có những ân đức của tăng, nó nhớ chuyện đó để nó giúp cho mình tạo thiện pháp, thì giúp thiện pháp mới có năng lực, chứ còn nếu không thì rất là nguy hiểm. Vì nên nhớ chuyện đó. Rồi bây giờ vậy nào, là MC thì lên tụng kinh làm hễ rồi chúng tôi chúc phúc cho quý vị rồi ra, tại vì không thấy ngày cả trong này cũng thấy vị sư nào. Rồi mời con ta đi, Nam Mô Bồ Tát vậy. Nam Mô Bồ Tát, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Khai Gia, và chúng con kính tri ân Ngài Liệu Tông đã trả lời những câu hỏi thắc mắc của chúng con ở trong đạo tràng. Dạ, giờ đây con xin đọc phần sám hối Phật Pháp Tăng Tam Bảo để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng bà đa bằng sùng qua Uttamang bút thể vô khá lý tổ đồ sô Bút thô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm trên Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thâm mạnh cha đu quý thằng quá rằng thâm mê vô khá lý tô đô sô thâm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cú xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề sang khanh cha đu vi thốt ta măng sang khe vô khá li tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít đến Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Nam Mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tổ Ngài Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị, tất cả phước báo nào phát sanh trong buổi pháp thoại hôm ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng các cư sinh năng người nữ có cơ hội để chấm dứt các áp pháp ngủ ngầm nơi tâm. Phật quá tu sắp bằng mừng cả lần rất hạnh lập bà đê của ta sắp bà bút thà nút phà về na sa đa sổ thí phá hoành tự tệ. Phật quá tu sắp bằng mừng cả lần rất hạnh tu sắp đê của ta sắp bà thâm mà nút phà về na sa đa sổ thí phá hoành tự tệ. Phật quả tu sập và mang khả năng rất hạnh tu sập và đề quá ta sập và sẵn khả nút phà quê na sa đa so thi phá hoàn tu tề. Nam mô Bồ Tát Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia, Nam mô Rất Tân Nát Tây Gia Cha. Sa thú sa thú, và con kính cảm ơn Ngài đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Và sau đây con xin đọc phần hồi hướng sau khi đã nghe pháp.
Dạ đề quá ta san ti vi hà ra hoa si ni thu bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na pha hoàn tu bù chi ta xuất thịnh ca rôn tê tha vi hà ra mạnh đá lê thê ra chấm cha na quá ca chấp phích kha vô xà ra mi ca đà na bát tê u ba sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra sập ba na phù ta su khi ta pha hoàn tu tê cha la bu cha ye bi cha an đa sam pha hoa sang se đa cha ta a tha wo ba ba ti ca niu ya ni căng tham ma wa rằng ba tích cha tê sắp bê bi đúc kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sát tăng tham mô tham mắt tha ra cha búc ga la sang khô hồ tu sa mắt go wa atha yatya hita yatya am he rak khan tu sat tham mo sap be bi tham ma cha ri no ut thing sam ba bu nay ya ma tham ma ri yap ba we di te ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thất nơi cây bồ đề để chúng hội họp về sẽ dùng pháp thí